vô số ba động không gian pháp tắc tản ra từ trên ngọn núi khổng lồ hội tụ đến cùng một chỗ hình thành nên cỗ ba động không gian pháp tắc vô cùng cường đại giống như có thể dung chuyển toàn bộ hư không loạn lưu phụ cận hỗn loạn không gì sánh được nhưng hư không loạn lưu chỉ khẽ lại gần ngọn núi màu bạc lập tức trở nên yên tĩnh lại sau đó tự động chảy xuôi qua bên cạnh ngọn núi cao tại dưới đáy ngọn núi cao thình lình có một đầu rùa đen to lớn không gì sánh được thân thể nó cao lớn như một khối đại lục đang có ngọn núi màu bạc to lớn ở trên lưng. Bốn chân của con rùa đang huy động, chờ ngọn núi màu bạc di động chậm rãi trong hư không. Trên ngọn núi màu bạc phân bố vô số lỗ nhỏ, từ chân núi cho đến đỉnh, lít nha lít nhít, không biết có bao nhiêu cái, giống như là một tổ ong. Nhìn kỹ lại, phía sau những lỗ nhỏ kia là từng cái động quật, bên trong là thông đạo đi thông suốt bốn phía, kéo dài cực xa, dường như móc giống ngọn núi lớn ra. Hai bên mỗi lối đi, cách nhau không xa đều xây dựng thạch thất trong mỗi lối đi thạch thất lại có không biết bao nhiêu gian, mà trong toàn bộ ngọn núi thạch thất có nhiều vô số kể. Giữa hai gian thạch thất, có từng đạo ngân văn thô to kết nối, giống như một tấm võng lớn màu bạc tinh xảo phức tạp, nối liền thạch thất trong ngọn núi lại cùng nhau. Còn có thật nhiều đường vân màu bạc trực tiếp chui vào trong hư không, không biết kéo dài đến nơi nào. Những đường vân màu bạc này chấp động không thôi, tựa hồ đang truyền tống thứ gì đó. Trong mỗi thạch thất đều có vài tòa pháp trận, khác biệt với trận pháp truyền tống bình thường, đây là truyền vật pháp trận. Những pháp trận này đều rung động ong ong, thỉnh thoảng phun ra các loại vật phẩm. Vô số người luân hồi điện đang canh giữ bên cạnh từng cái pháp trận, mang những vật phẩm này để vào mặt khác của truyền vật pháp trận để truyền đi, hoặc là giao cho khôi lỗi ở bên cạnh. Những khôi lỗi này thu lấy đồ vật, lập tức nhanh chóng vận chuyển đi, qua lại khắp các nơi trong ngọn núi màu bạc. Trong ngọn núi màu bạc lại giống như một quốc gia vô cùng to lớn, cực kỳ bận rộn nhưng vận chuyển trật tự chỗ nào ra chỗ đó. Tại đỉnh của ngọn núi màu bạc, có một tòa đại điện. Không gian trong đại điện rất lớn, khoảng mấy ngàn trường. Nhưng trong điện lại khá trống trải, không có quá nhiều những vật khác, chính giữa đại điện có bốn cái lò luyện khí hình dạng khổng lồ. Những lò luyện khí này cao chừng mấy chục trường, hầu như chống đỡ nóc nhà của đại điện, kiểu dáng giống nhau như đúc, lại phân ra lam, xanh, đỏ, đen bốn loại màu sắc khác nhau. Dưới đáy của bốn lò luyện khí đều bị một tầng ngọn lửa màu bạc phủ, chung quanh lò luyện khí ngồi mười mấy tên tu sĩ, phần lớn mọi người đều đeo mặt nạ luân hồi điện, đúng là người trong luân hồi điện. Còn có một số người mặc trường bào màu tím, là trang phục của giả dương vương triều ở ma vực. Trong tay những người này đều đang không ngừng bấm niệm pháp quyết, từng kiện tài liệu chân quý lần lượt bay vào trong bốn cái lò. Ngọn lửa phun ra nuốt vào, lò luyện khí chậm rãi chuyển động, bên trong truyền ra từng tiếng sấm rền ù ù. Mặt ngoài lò luyện khí màu lam lóe lên quang mang, nắp đỉnh đột nhiên chấn động, tự động mở ra, sau đó một đoàn lam quang từ bên trong bắn ra. Bên cạnh lò này có một nam tử luân hồi điện cao lớn, tay gã vung lên hút đoàn lam quang kia vào trong tay. Thì ra nó là một cái mặt nạ đầu thỏ màu lam, là mặt nạ luân hồi điện nhưng có vẻ còn thô giáp. Người này lật xem mặt nạ mấy lần, sau đó chậm rãi gật đầu, xoay người đi đến phía sau đại điện của một tòa thiên điện. Nơi đây có ba tòa bệ đá, phía trên phân biệt ngồi một vị tu sĩ, trong tay mỗi người nắm lấy một miếng ngọc màu trắng phía trên là từng hàng văn tự đang chấp động. Ba người vừa xem văn tự trên miếng ngọc, vừa không ngừng bấm niệm pháp quyết để phát họa, dáng vẻ rất bận rộn. Bên trái là một trung niên nam tử mặc áo xám, khuôn mặt gầy gò, hốc mắt hãm sâu nhìn có chút âm trầm. Ở giữa là một lão giả mặc áo bào màu tím, nhìn phục sức cũng là người của giả dương vương triều. Thân hình người này có vẻ hơi còng xuống, đỉnh đầu có tóc lưa thưa, làn da trên mặt đầy nhăn nheo nhưng tinh thần lại hết sức quắc thước. Bên phải là một nữ tử mặc áo bào màu trắng, da thịt trắng nõn, mắt phượng mày ngài, dung mạo khá xinh đẹp, chỉ là thần sắc rất lạnh nhạt. Khí tức trên thân của ba người đều vô cùng khổng lồ, đã đạt đến cảnh giới đại la, nhất là lão giả mặc áo bào tím kia, có tu vi cao nhất trong ba người, đã đạt tới đại la trung kỳ đỉnh phong, chỉ cách đại la hậu kỳ một chút. Chương 1360, nguyện chúng sinh nhập niết. Chương 1360, nguyện chúng sinh nhập niết. Dịch độc hành Cầu xin ba vị đại nhân thi pháp, nam tử luân hồi điện đặt mặt nạ màu xanh lam trên bệ đá trước ba người, không người thi lễ một cái. Ba người ngừng xử lý miếng ngọc trong tay, dương mắt nhìn lại, ánh mắt rơi vào trên mặt nạ màu xanh lam, đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Một đạo ánh sáng xám một đạo ngân quang, một đạo bạch quang phân biệt từ đầu ngón tay ba người bắn ra, rót vào trong mặt nạ màu xanh lam. Trong quang mang màu bạc có vô số phù văn màu bạc nhảy lên, không gian chung quanh cũng nhảy lên theo phù văn màu bạc, không ngừng vặn vẹo. Mà hào quang màu xám mặc dù cũng đang nhấp nháy, nhưng không có mảy may ba động khí tức khuếch tán ra, phảng phất đoàn ánh sáng xám kia chính là vật hư vô. Ánh sáng màu trắng thì ba động không thôi, biến ảo thành các loại hình thái, màu sắc sặc sỡ, làm cho người hoa mắt. Thần sắc nam tử cao lớn luân hồi điện cực kỳ cung kính, không dám nhìn ba người thi pháp quá nhiều, mà cúi đầu xuống. Ba vị đại nhân này ở trong luân hồi điện có địa vị cao thượng, mặt nạ luân hồi điện chính là do bọn họ luyện chế ra mặt nạ có tam đại thần thông cách không giao dịch, ẩn nấp, huyễn hình, cũng là do thần thông của ba người. Mặt nạ màu xanh lam lơ lửng lên, phiêu phù ở giữa không trung, trên mặt nạ hiện ra ba màu linh văn bạc, xám, trắng, chậm rãi lan tràn ra trên mặt nạ. Sau một lát, linh văn ba màu trải rộng ra toàn bộ mặt nạ. Ba người đồng thời ngừng thi pháp, mặt nạ màu xanh lam vèo một tiếng, bắn lên trùng thiên, nhanh chóng lao vùn vụt giữa không trung trong điện, phát ra tiếng rung thanh thúy không gì sánh được, phảng phất một con linh điều màu lam. Nam tử luân hồi phất tay phát ra một đạo bạch quang, quấn lấy mặt nạ, thu vào trong tay. Linh văn ba màu trên mặt nạ màu xanh lam nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa, chỉ là mặt nạ đã rực rỡ hẳn lên, tỏa ra một tầng quang mang linh động. Đa tạ ba vị đại nhân xuất thủ, nam tử luân hồi điện cung kính thi lễ với ba người, sau đó thu hồi mặt nạ rồi đi ra ngoài. Ba người tiếp tục xử lý sự tình trên miếng ngọc, tranh thủ từng giây. Cũng không lâu lắm, Đại môn Thiên Điện lần nữa bị đẩy ra, lại là một gã luân hồi điện đi đến, cầm trong tay một mặt mặt nạ màu xanh, xin mời ba người thi pháp. Ba người lần nữa thi pháp, khắc lục linh văn lên trên mặt nạ. Thời gian khắc lục linh văn trên mặt nạ màu xanh dài hơn một chút so với mặt nạ màu xanh lam kia. Khắc lục xong mặt nạ màu xanh, rất nhanh lại có một cái mặt nạ màu đỏ đưa tới. Ba người cơ hồ không có nhiều thời gian để ngừng nghỉ, thi pháp liên tiếp từng cái, liên tiếp khắc lục trên trăm cái mặt nạ, mới thoáng nhàn rỗi một chút văn tự trên miếng ngọc cũng không còn tiếp tục nhảy ra, ba người tạm thời dừng tay lại. Trên mặt nam tử trung niên áo xám và nữ tử mặc bạch bào đều hiện ra vẻ mỏi mệt, chỉ có lão giả mặc tử bào khí định thần nhàn, không có vẻ khác lạ. Tu vi thạch đạo hiếu càng phát ra thâm hậu, xem ra không bao lâu, ngài có thể đạt tới đại la trung kỳ đỉnh phong, ngày sau tiến giai đại la hậu kỳ cũng chưa biết chừng. Nam tử trung niên áo xám nhìn về phía lão giả mặc tử bào, khá cung kính nói ra. Ha ha, ẩn nặc pháp tắc của lô đạo hữu cũng càng thêm huyền diệu những ngày qua chế ra mặt nạ hiệu quả ẩn nấp càng tốt hơn còn tiến giai đại la hậu kỳ thạch mỗ sao dám vọng tưởng bực này lão giả mặc tử bào cười nhạt một tiếng nói ẩn nặc pháp tắc của tại hạ chỉ là pháp tắc lệch lạc làm sao dám so sánh với không gian pháp tắc của thạch đạo hiếu, dù là so với huyễn hình pháp tắc của bạch đạo hữu cũng có vẻ không bằng nam tử trung niên áo xám lắc đầu nói hừ điện chủ bây giờ đang đấu pháp với thiên đình giao hậu phương luân hồi điện cho chúng ta xử lý, sự tình các loại thiên đầu vạn tự, không được để xảy ra chút sai lầm nào, hai vị nếu quả thật muốn xuất lực cho ngài, nên chuyên tâm làm việc, không nên phân tâm nói những lời nhảm chán này. Nữ tử mặc bạch bào hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường lời nói của hai người. Nam tử trung niên áo xám nghe vậy, xấu hổ cười một tiếng. Nhưng lông mày lão giả mặc tử bào kia lại nhíu một cái, tựa hồ có chút bất mãn với lời nói của nữ tử mặc bạch bào này. Bạch Phú, Thạch Đạo Hiếu mặc dù làm việc cho Luân Hồi Điện ta, nhưng dù sao cũng không phải là người Luân Hồi Điện, không được vô lễ. Một bóng người mặc thanh bào từ chỗ sâu trong thiên điện đi ra, lại là một thanh niên tóc trắng. Dung mạo người này cực kỳ tuấn mỹ, nhưng giữa thần sắc lại tràn ngập mấy phần thê lương, tựa hồ đã trải qua vô tận chuyện thương tâm. Hoàng phủ vực chủ, nam tử trung niên áo xám nhìn thấy thanh niên tóc trắng, vội vàng đứng lên, kho mình hành lễ. Vâng, thuộc hạ biết sai, thần sắc nữ tử mặc bạch bào kia cũng biến đổi, Đứng dậy hành lễ, lập tức vén áo thi lễ với lão giả mặc tử bào kia, tạ lỗi nói: "Thạch đạo Hiếu, tiểu nữ thất ngôn, xin các hạ thứ lỗi." Lão giả mặc tử bào kia cũng đứng dậy, trước khoát tay áo với nữ tử bạch bào, sau lại hành lễ với thanh niên tóc trắng. Thanh niên tóc trắng chính là người đã xuất hiện ở hồi giới, vực chủ Cẩm Nam vực luân hồi điện, đạo tổ Hoàng phủ Ngọc. Ba vị không cần đa lễ, những năm gần đây ba vị không ngừng luyện chế mặt nạ luân hồi điện đồng thời còn phải xử lý các sự vụ ở luân hồi điện thật vất vả rồi hoàng phủ ngọc mỉm cười nói chúng ta tự nguyện thủ vệ nơi đây sao lại nói là vất vả chứ hoàng phủ vực chủ không biết luân hồi điện ta khai chiến cùng thiên đình tình hình chiến đấu thế nào rồi nam tử trung niên áo xám cười nói hiện tại thế cục còn chưa công khai bất quá chỉ cần chúng ta tề tâm hợp lực lấy thần thông thông thiên của điện chủ chiến thắng thiên đình cũng không phải là việc khó hoàng phủ ngọc nói ra đúng là như thế Ba người nghe vậy, cùng hô lên, Hoàng Phù Ngọc hài lòng gật đầu, sau đó nhìn về phía lão giả Mặc Tử Bào. "Thạch đạo hiếu giao dịch giữa Luân Hồi Điện ta cùng Quảng Nguyên trai, mong rằng các hạ có thể hỗ trợ nhiều hơn. Dù sao bàn về năng lực giao dịch, Quảng Nguyên trai so với Luân Hồi Điện ta vẫn là hơn một chút. Còn phí tổn cần thiết bỏ ra, chờ trận chiến này kết thúc, tự sẽ đền bù." Hoàng Phù Ngọc nói tiếp, "Việc nằm trong phận sự, ta tự nhiên hết sức." Lão giả Mặc Tử Bào gật đầu đáp ứng, "Tốt." có câu này của thạch đạo hiếu, ta an tâm rồi. Trên mặt Hoàng Phủ Ngọc lộ ra vẻ vui mừng, gã lại dặn dò thêm mấy câu, sau đó quay người rời khỏi thiên điện. Sau một lát, thân ảnh Hoàng Phủ Ngọc xuất hiện tại đỉnh núi, dương mắt nhìn giữa không trung, tựa hồ đang nhìn cái gì ở xa. Trên bồ đề yến, sau một phen ca vũ hoan ca, tinh thần của tất cả mọi người cũng bắt đầu có chút kích động, bởi vì mục đích bọn họ đi chuyến này sắp được thực hiện. Qua ba lần rượu, thường đẹp bảy phần, chắc hẳn chư vị đã không thể chờ đợi lần này bồ đề yến tuân theo lịch cũ vẫn như cũ sẽ có bồ đề đạo quả phân cho chư vị chỉ bất quá lần này hơi có chút khác biệt lời bạch vân đạo tổ còn chưa nói xong nghe được trong lòng mọi người không khỏi tự nhủ chẳng lẽ bồ đề đạo quả năm nay còn cần điều kiện gì trao đổi mới có thể đạt được các nơi trong hội trường trong lúc nhất thời vang lên trận trận thanh âm thì thầm chư vị an tâm chớ vội trí tôn đại nhân đạt đến đạo pháp tâm lo thiên hạ phát nguyện để chúng sinh đều nhập niết bàn độ hết thảy chúng sinh Bản ý mồ đề thịnh yến là làm chúng sinh tự tính tự độ, đây là cảnh giới vô thượng đại đạo của trí tôn đại nhân. Vì vậy lần thịnh yến này, quyết định tặng hết đạo quả, phàm là người tham dự hội nghị, bất luận tân khách hay hậu bối đi theo, người người đều có thể được tặng một đạo quả, trợ giúp chư vị sớm nhập niết. Lúc này Bạch Vân Đạo Tổ mới chậm rãi nói ra, đám người sau khi nghe xong, đầu tiên là thở dài một hơi, tiếp theo mừng rỡ không thôi, nhao nhao hô to. Đa tạ trí tôn đại nhân trọng thưởng đa tạ trí tôn đại nhân, Cổ Hoắc Kim ngồi ở chủ vị trên cao, mắt cười nhìn về phía đám người, chỉ khẽ gật đầu ra hiệu. Luân Hồi Điện chủ nhìn xem một màn này, đôi mắt nhắm lại, khóe miệng cười khẽ, lại trầm ngâm không nói. Sau một lát, trên bầu trời xuất hiện 8 con tiên cầm to lớn, trong miệng ngậm lấy một hộp bát bảo vuông, vỗ cánh bay lượn lên, hóa thành một mũi tên, chia ra bay về các hướng khác nhau. Chứa trong 8 hộp vuông này chính là Bồ đề đạo quả được phân phát cho mọi người trong hội trường. Chờ những đạo quả này được đưa ra, chủ hội trường bên này cũng bắt đầu lục tục có cung nga tay nâng ngọc bàn bưng từng mai từng mai bồ đề đạo quả đến trước mặt mỗi một tu sĩ tham dự ngay cả luân hồi điện chủ cũng không ngoại lệ gã cầm lấy bồ đề đạo quả trên bàn trà trước người quan sát một chút phát hiện là một trái cây đỏ tươi giống như quả mận khác một trời một vực với gã tưởng tượng nó sẽ như viên đan dược màu đỏ tươi trên trái cây này cũng không phải là lụa đỏ mà bên trong lộ ra ánh sáng nhìn tựa như là một cái đèn lồng đỏ bỏ túi Toàn thân tản ra trận trận hương khí làm cho người say mê. Luân hồi điện chủ nhìn thoáng qua bồ đề đạo quả trước người bọn cổ hoặc kim, phát hiện giống như đúc trong tay gã, hẳn là loại có đẳng cấp cao nhất. Trong hội trường, những tu sĩ đạo tổ đại la ở hàng thứ nhất, coi như có thể tự kiềm chế, chỉ cẩn thận nhìn đạo quả chốc lát cũng không nóng lòng cha xét. Nhưng đám người còn lại phía sau, từng tên vui mừng quá đỗi, khó tự kiềm chế. Bọn họ nhao nhao tay nâng đạo quả này, giống như bưng lấy tâm can của chính mình cẩn thận từng ly từng tí không nói, tất cả thần thái trong đôi mắt cơ hồ đều dán lên phía trên đó. Bất quá, vị trí tôn đại nhân kia còn chưa lên tiếng, tự nhiên không ai dám tự mình ăn đạo quả. Chư vị không cần câu thúc, bồ đề đạo quả đã phát xuống, chính là để các vị cùng hưởng tư vị từng đạo quả. Mặt mũi cổ hoặc kim tràn đầy ý cười ôn hòa, cao giọng nói. Nói xong, y dẫn đầu nâng lên đạo quả trong tay, đưa vào trong miệng, cắn một cái, lưu quang tứ tán. Đám người thấy thế, lúc này mới nhao nhao tay nâng đạo quả, trân trọng đưa vào trong miệng mình. Trong lúc nhất thời toàn bộ hội trường lưu quang dị sắc, hương khí khắp nơi. Lão ẩu tóc trắng mộng bà ngồi ở hàng thứ nhất, tay cầm bồ đề đạo quả đưa tới bên miệng, sáng lên một trận thải quang giống những người khác, nhưng đạo quả lại không bị nuốt vào trong bụng, mà là bị lão lặng yên không một tiếng động thu vào. Ở sau lưng lão, động tác dư mộng hàn cũng không khác, cũng thu đạo quả vào, không trực tiếp phục dụng. Trong lòng của nàng đang nghĩ đến, nếu một ngày còn có thể trùng phùng bồ đề đạo quả này sẽ tặng cho hắn xem như lễ vật gặp lại hy vọng còn có ngày đó luân hồi đạo chủ vân về bồ đề đạo quả kia đặt ở trước mắt cẩn thận đánh giá một lát bật cười một tiếng bàn tay bóp một cái đạo quả kia liền hóa thành một đạo lưu quang tản ra bị gã cuốn một cái liền thu vào trong tay áo thời gian đạo tổ liếc thấy một màn này mặt mày thoáng nhúc nhích một cái cũng không lộ ra vẻ gì không vui chờ khi đám người đã cho tất cả đạo quả vào bụng bốn phía giao trì vang lên trận trận tiếng chuông, dập dờn vọng ra toàn bộ hội trường, ở trong còn kèm theo một ít phản âm thiên nhạc. Trên tịnh minh hồ nổi lên từng gợn sóng, hồ nước sau cây hòe cổ to lớn kia chậm rãi chập trờn, từng mảnh lá hòe theo gió tung bay, phiêu tán trên hội trường, màu xanh biết dần dần rút đi, hóa thành phiến lá ong ánh. Rất nhiều tu sĩ trong hội trường, trong nháy mắt này tựa hồ trong lòng nhao nhau có cảm giác, từng người khoanh chân ngồi xuống, chậm rãi nhắm hai mắt lại, bão nguyên thủ nhất, ngồi xuống điều tức chương 1361, ân oán tình thù. Nhất thời, trong lúc quang mang do bồ đề đạo quả tạo thành còn chưa tản đi, thân thể rất nhiều tu sĩ đã liên tiếp sáng bừng lên. Không khí hội trường nhất thời nhúm một sắc thái cổ quái khó tả. Ha ha, quả thực có thể phá cảnh. Luân hồi điện chủ híp mắt nhìn về một góc xa xa phía dưới hội trường. Một thanh niên nam tử theo chân lão tổ của gia tộc mình tới đây, ngoài ý muốn thu hoạch một mai đạo quả. Chỉ thấy quang hoa thanh sắc trên người gã phun mạnh không dứt khí tức toàn thân cấp tốc tăng vọt, cảnh giới tu vi trong phút chốc đã đột phá bình cảnh kim tiên trung kỳ, bước chân vào kim tiên hậu kỳ. Động tĩnh bên này còn chưa kịp lắng, thì xung quanh đã có vài tiếng hô lớn vang lên. Đúng là vừa có 7-8 người trước sau liên tiếp phá cảnh. Luân hồi điện chủ tùy ý quét mắt nhìn qua một lượt, phát hiện tu vi của mấy người nọ căn bản vẫn chưa vượt qua thái ất cảnh. Dù sao tu vi càng cao phá cảnh càng khó, nhưng thần sắc của mấy tên tu sĩ thái ất lúc này ít nhiều đều không giấu được vẻ kích động hiển nhiên là bọn họ đã có thu hoạch không nhỏ, mặc dù không đến mức phá cảnh, nhưng bọn họ cũng đã loại bỏ được không ít họa ngầm trên con đường tu luyện sau này. Tu sĩ đại la cảnh tuy được phục dụng đạo quả có đẳng cấp cao hơn, nhưng ngặt nỗi cảnh giới của bọn họ vốn đã rất cao, cho nên bình cảnh trên con đường tu hành cũng là những đại quan ải. Hiệu quả dạng như dựng xào thấy bóng vốn là chuyện không thể. Có điều, bọn họ cũng đã thu được không ít chỗ tốt. Nhưng chỉ vì thần sắc ai nấy thường thường thâm trầm như giếng, bất biến bất động, cho nên dù lấy được lợi ích tương đối, bọn họ cũng sẽ không dễ dàng biểu lộ. Rằng co, huyên nháo một hồi thật lâu, dị động trên hội trường mới dần dần thu liếm. Xem ra yến hội lần này đã có không ít đạo hữu tìm được cơ duyên. Thịnh cảnh bực này quả thực không uổng phí tâm ý của thiên đình. Cổ hoặc kim phóng mắt nhìn quanh một lượt, đắc ý cười vang nói. Tất cả là nhờ trí tôn đại nhân không tiếc tiên duyên, ban thưởng bồ đề đạo quả. Ơn này chúng ta ghi tạc trong lòng, bái tạ trí tôn một thanh niên nam tử vận nguyệt sắc trường bào, bởi vì vừa mới phá cảnh nên khí tức vẫn có chút bất ổn, kích động đứng dậy, khom người hành lễ với thời gian đạo tổ. Lập tức, đông đảo tu sĩ thái ất cùng với không ít đại la đã thu hoạch được tiên duyên liền nhau nhau đứng dậy, đồng loạt tạ ơn thiên đình. Chứng kiến một màn này, gương mặt luân hồi điện chủ chợt hiện nét cười. Hắn trầm ngâm, thủ đoạn của thiên đình quả nhiên bất phàm, chỉ bằng một mai bồ đề đạo quả liền thu được sự ủng hộ lớn như vậy. Quả thực đáng ghen tị. Thanh âm của hắn tuy không lớn, cũng không thực sự vận dụng pháp lực, nhưng những người ngồi đây lại có tu vi cỡ nào chứ? Và lại, vốn có không ít người lúc nào cũng phân thần giám sát hắn, cho nên lời này vừa thốt ra thì ánh mắt của mọi người đã lập tức đổ dồn lên hắn. Ngoại trừ một số ít tỏ vẻ từ chối cho ý kiến, thì đại bộ phận đều có thái độ bất thiện, hoặc nhíu mày, hoặc phẫn nộ. Hừ, luân hồi điện luôn luôn đối nghịch với thiên đình, chống đối thiên đạo, bại hoại luân thường, quấy đảo khiến cho chướng khí mù mịt cả chân tiên giới. Nay trí tôn đại nhân đã khoan hậu, mở cho các hạ một con đường đến đây cùng hưởng thịnh yến, vậy mà vẫn còn khoác lác. Không biết ngượng mồm, một vị lão giả đầu bạc căm phẫn đứng lên chửi bới ẩm ý. Đám người xung quanh thấy vậy cũng là nhao nhao mở miệng chỉ trích luân hồi điện hành xử khó coi. Nhất thời, toàn bộ hội trường đột nhiên biến thành một ổ chim khách, líu ríu không ngừng, tương đối hỗn loạn. Tuy vậy nhưng cổ hoặc kim không hề phật lòng chút nào, vẫn giữ nguyên vẻ mặt tươi cười như cũ hắn chợt giơ hai tay vẫy vẫy mấy cái, tỏ ý muốn mọi người bình tâm, không nên nóng vội. Nhờ vậy mà bốn phía hội trường mới bình tĩnh lại, chư vị đạo hữu không cần gấp gáp, thù cũ nợ mới, thiên đình và luân hồi điện đã khúc mắc với nhau qua vô tận tuế nguyệt. Khởi nguyên ban đầu là gì, ai đúng ai sai, quả thực rất khó phân định. Nay ta mời luân hồi điện chủ đến dự bồ để yến cũng không phải để bút phê miệng trách, mà muốn cũng nhau tìm kiếm con đường bình ổn can qua. Cổ hoặc kim ôn hòa nói mọi người nghe vậy liền nhao nhao gật gù tán thưởng ai nấy đều thầm ca tụng thời gian đạo tổ hiểu rõ đại nghĩa không hổ là nhân vật trưởng quản các tiên vực chính đạo cử phách tìm kiếm hòa bình ổn định can qua nói hay lắm e rằng trên thế gian này không còn người thứ hai có thể mặt không đỏ tim không loạn đường hoàng nói ra những lời này luân hồi điện chủ bỗng bật cười ha hả điện chủ đang chất vấn thành ý của ta sao ta đã bỏ qua hết thảy để cho điện chủ bình yên tiến nhập hội trường giao chỉ đây cũng không phái binh chấn áp phản quân luân hồi điện bên ngoài thiên môn, chẳng phải đã biểu lộ rõ thành ý hay sao. Chỉ cần điện chủ nguyện ý chấm dứt phân tranh, đình chỉ binh qua. Chúng ta đại khái có thể hóa thù thành bạn, một tiếng cười xóa hết oán cừu. Từ nay về sau, giai thoại này có thể truyền lưu khắp chân tiên giới cả ngàn vạn năm. Cổ hoặc kim khẽ nhướng mày, chậm rãi thuyết phục, y vừa dứt lời thì đông đảo tu sĩ liền nhao nhao biến sắc. Không ít kẻ đùng đùng nổi giận, chí tôn muốn hóa thù thành bạn với tặc tử kia sao? Muốn xóa bỏ thù oán với Luân Hồi Điện ư? Vậy mối thù của ta phải tính toán thế nào? Còn mối thù của biết bao trung thần chí sĩ đã vì Thiên Đình mà bị Luân Hồi Điện sát hại cũng phải tính như thế nào đây? Thương Ngô Trần Quân giận dữ quát lớn, không ngớt buông lời chất vấn. "Thương Ngô đạo hữu, việc oan oan tương báo, lấy thù báo thù này còn triền miên tới khi nào? Từng ấy năm rồi, người của Thiên Đình đã chết rất nhiều, không lẽ phía Luân Hồi Điện lại ít? Nếu không xóa bỏ hết nhân quả, thù oán này đi" vậy thì sau này sẽ còn biết bao trung thần chí sĩ vì nó mà phải chịu chết nữa đây. Thù hận chồng chất như vậy đến khi nào mới báo được hết. Cổ hoặc kim chăm chú nhìn lão giả, thành khẩn khuyên giải. Ha ha, hay cho một câu, oan oan tương báo triển miên tới lúc nào. Nếu như thiên đình đã không muốn, vậy thì sau khi rời khỏi giao trì này, thương mô ta sẽ dựa vào chính mình. Thương ngô chân quân ngửa mặt lên trời bi phẫn cười to. Hóa ra thiên đình không phải chỉ toàn một lũ nịnh hót vô dụng, ngược lại vẫn còn vài tên có cốt khí ha ha luân hồi điện chủ thấy vậy lại tỏ vẻ tán thưởng điện chủ thành ý của thiên đình ta đã giành giành ngươi thực sự không muốn hòa giải sao cổ hoặc kim nhíu mày hòa giải ha ha ngược lại ta đây lại có một đề nghị mời cổ đạo hữu nhìn cho rõ chân dung của ta rồi hãy quyết định hòa hay không hòa thế nào hả luân hồi điện chủ cuồng tiếu một trận chàng cười còn chưa dứt hắn đã giơ tay giơ giật phát chiếc mũ rộng vành bấy lâu vẫn che kín diện mục của mình xuống. Gương mặt này không hung lệ xấu xí hay tiên phong đạo cốt như người đời vẫn đồn đoán, mà lại là một gương mặt thanh niên tương đối bình thường. Thời gian đạo tổ lập tức chấn động toàn thân, ánh mắt y toát lên vẻ không thể nào, mấy vị đạo tổ ngồi cạnh y cũng nhao nhao biến sắc. Trong đó biến hóa của quan chủ cửu nguyên quan, Lý Nguyên Cứu, lại càng thêm sâu đậm. Hàn lập, Lý Nguyên Cứu hơi nhổm lên, vươn cả người về phía trước, không nhịn được mà bật lên danh tự này. Đối với đại bộ phận người ngồi đây thì danh tự này vốn chẳng xa lạ gì. Ban đầu, nó chỉ xuất hiện trong một vài mẫu tin tức vụn vặt lẻ tẻ, khi thì liên quan một chút đến người của thiên đình, khi lại liên quan đến yêu, ma lưỡng tộc, khi thì có trong một vài đồn đại dò gì từ chỗ giám sát tiên sứ. Đương nhiên, sự tình hấp dẫn sự chú ý chính thức của toàn bộ thiên đình là lúc Hàn Lập dùng sức một người giết đến tận cửa Kim Nguyên Tiên Cung, chẳng thèm để tâm đến quyền uy thiên đình từ đó về sau danh tự này được người ta nhắc đến ngày một nhiều. Mà trước đó không lâu, cũng chính là gã trọng phạm mới của thiên đình, với danh tự Hàn Lập, đã đánh bại đạo tổ Phùng Thanh Thủy. Về phần hắn diệt sát một trong thất quân hiên viên kiệt, bởi vì sự kiện đó diễn ra hầu như đồng thời với bồ đề thịnh yến, nên ngược lại không có mấy người biết đến. Mặc dù vẫn có một chút phong thanh đồn đại, nhưng chẳng ai dám khẳng định. Bất kể người này có kinh lịch ly kỳ đến đâu, thì việc một tu sĩ đại la cảnh diệt sát một thành viên của thất quân hiên viên kiệt vẫn là chuyện không tưởng làm sao có thể luân hồi điện chủ lại chính là hàn lập kia hắn là hàn lập sao bộ dáng rất bình thường a à? này không đúng về mặt thời gian có điểm không khớp một gã đại la từng nhiều năm giao thủ với luân hồi điện lẩm bẩm nói chẳng phải hàn lập nọ tu luyện thời gian pháp tắc sao rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chẳng lẽ chuyện trí tôn hiên viên kiệt bị người diệt sát lại là sự thật và cũng là thủ bút của luân hồi điện nhất thời toàn bộ hội trường giao trì trở nên hỗn loạn vô cùng đủ loại suy đoán về luân hồi điện chủ và hàn lập đều xuất hiện thanh âm nghị luận còn cuồng nhiệt hơn trước đây gấp mấy lần kết hợp với đủ loại tin đồn ly kỳ trong quá khứ và sức ảnh hưởng vốn có của luân hồi điện cả đám tu sĩ đỉnh giai có mặt ở hội trường lúc này đã bắt đầu bị danh tự hàn lập làm cho hoang mang trong lúc nói chuyện với nhau thứ được bọn họ nhắc đến nhiều nhất cũng chính là hai chữ hàn lập lúc này dư mộng hàn đang ngồi sau lưng mộng bà cũng đang chấn kinh tột độ vừa thấy rõ khuôn mặt kia nàng này liền nhịn không được đã muốn đứng bật dậy cũng may sư phụ nàng phát hiện đúng cúc đã kịp thời áp chế nhà đầu không thể vọng động mộng bà truyền âm mộng bà không biết rõ vì sao dư mộng hàn lại thất thố như vậy mà chỉ là mơ hồ phán đoán chuyện này có liên quan đến bộ ngũ lôi chính pháp chân kinh kia nhưng dư mộng hàn cũng lấy lại bình tĩnh rất nhanh nàng này cẩn thận đánh giá luân hồi điện chủ một lượt rồi lẩm bẩm không đúng không phải hắn thanh âm của nàng chỉ như tiếng mũi đập cánh nên căn bản không có ai chú ý. Trách không được lúc trước trần đoàn lão tổ có gieo bao nhiêu quẻ mà kết quả cũng chỉ như mây mù, thủy chung không thể tra xét. Thì ra nhân quả tuần hoàn đã sớm loạn, trách không được, trách không được, dường như mối nghi hoặc đè nặng trong long cổ hoặc kim bao năm qua đã được phóng thích. Y thở dài, chậm rãi nói, xem ra cổ đạo hữu đã minh bạch hết thảy nguyên do. Luân hồi điện chủ nhíu mày truy vấn, trước kia thì không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại, nhờ vào việc tìm hiểu thiên quái huyền cơ, lại kết hợp với những gì mắt thấy tai nghe, ta ngược lại đã minh bạch ít nhiều. Vậy, ngươi chính là Hàn Lập, mà Hàn Lập cũng chính là ngươi, cổ hoặc kim vật gù, buông một câu không đầu không đuôi. Năm đó, ngươi vì một câu, đại đạo độc hành, há dung hy vọng. Mà đuổi tận giết việt ta, hại chết đạo lữ của ta, dồn ta đến bước đường cùng. Tại thời khắc sinh tử, ta đánh liều cược một ván. Vậy mà trời xui đất khiến thế nào ta lại xuyên việt thời không, rồi trở thành luân hồi điện chủ người cảm thấy mối thù này có thể tươi cười mà cho qua hay sao luân hồi điện chủ không trả lời cổ hoặc kim chỉ hỏi vặn lại thời gian pháp tắc xuyên việt thời không mọi người nghe vậy càng thêm mơ hồ càng thêm kinh hãi chỉ có một mình lý nguyên cứu vốn đang đăm đăm nhíu mày liền dùng mình một cái giống như đã đoán được một chút manh mối lão đương nhiên minh bạch một người không thể kiêm tu hai loại trí tôn pháp tắc vị điện chủ tinh tu luân hồi pháp tắc đây cùng với Hàn Lập tu luyện thời gian pháp tắc kia vốn là một người mà cũng không phải một người. Vậy thì người năm đó truyền công cho lão là ai? Chương 1362, thế cục biến đổi. Nói cho cùng vẫn là do tranh giành đại đạo, hơn nữa nó đã là gút mắc ở kiếp trước, ngược lại bây giờ điện chủ lĩnh hội được luân hồi, chắc hẳn đã hiểu rõ hơn về tranh đấu như vậy là không cách nào tránh khỏi. Mà hiện nay giữa ta và ngươi liên quan cũng không tính nhiều, huống hồ đã không cần tranh giành đại đạo vậy tại sao không buông xuống thù hận? Ta có thể giúp đỡ người leo lên vị trí cao nhất của luân hồi pháp tắc, là một trong thất quân, thế nào? Cổ hoặc kim thở dài một tiếng, khuyên, đối với ngươi mà nói, luân hồi chỉ là chuyện xưa, thậm chí trong trí nhớ đều chưa từng có những ký ức này. Nhưng với ta, lại là sự thật đau đớn in sâu trong lòng, dù lột ra cạo xương cũng khó mà trừ tận gốc. Huống hồ nhiều năm như vậy, ân oán giã thiên đình và luân hồi điện, đã sớm trộn lẫn ân oán tình cừu của vô số người vào bên trong nên phần nhân quả này không thể hoàn toàn chặt đứt luân hồi điện chủ lắc đầu nói vậy theo ý của điện chủ phải làm như thế nào cổ hoặc kim tựa hồ sớm biết câu trả lời của luân hồi điện chủ không nhanh không chậm hỏi giữa ta và ngươi chỉ có một kết cục là một phương phải triệt để tiêu tán trong thiên địa này thì mới có thể chân chính ngừng lại mắt luân hồi điện chủ nhìn thẳng y nói rõ từng câu từng chữ trước kia ta và ngươi mặc dù luôn tranh đấu với nhau nhưng vẫn xem ngươi là tri kỷ bởi vì ngươi có rất nhiều thủ đoạn làm cho ta không ngờ được cho nên cứ một mực xem ngươi là người đồng đạo nhưng hiện giờ xem ra là ta sai rồi tầm mắt của ngươi cuối cùng vẫn là quá thấp trên mặt cổ hoặc kim hiện ra thần sắc thất vọng chậm rãi nói luân hồi điện chủ chỉ im lặng không nói gì nhìn cổ hoặc kim giống như đang đợi lời y nói tiếp theo cái chết của đạo lữ ngươi ta và ngươi cùng tranh đấu đại đạo thậm chí là sự sống chết của vô số tu sĩ thiên đình và luân hồi điện đều chỉ là sự hỗn loạn dưới thiên đạo này Ngươi có bao giờ nghĩ đến bên trên thiên đạo, còn có thứ gì cao hơn so với thiên đạo chưa? Hai tay áo của cổ hoặc kim hất lên, một cỗ khí phách thiên địa còn ai ngoài ta lập tức hiện ra rõ ràng. Lời y vừa nói ra vô cùng có khí thế, cho dù là ai cũng cảm thấy kính phục không thôi. Cùng thiên đạo tranh đấu, các hạ là thời gian pháp tác chi chủ cao quý, đứng đầu hàng ngũ thất quân, đã đứng trên đỉnh tu đạo của hàng triệu ngàn người trên thế gian, như thế vẫn chưa hài lòng. Luân hồi điện chủ không sợ, ngược lại còn cười nói. Ngươi không hiểu ta cũng đúng, dù sao ngươi vẫn chưa phải là đạo tổ thật sự, không hiểu được cảm giác ngạt thở khi thiên đạo đặt ở trên đầu. Loại cảm giác này, thật khiến người ta, như muốn đánh một quyền xuyên qua, cổ hoặc kim trầm ngâm một lát, bỗng nhiên nắm tay nói ra. Mọi người tại đây nghe vậy đều khẽ giật mình, hiển nhiên chưa bao giờ nghe cổ hoặc kim nói như thế. Đồng thời họ cũng cảm thấy hôm nay cổ hoặc kim, có chút khác lạ không giống với ngày thường. Cường giả không bị trói buộc sao, ha ha, dã tâm của ngươi rốt cuộc đã lộ ra rồi sao đáng tiếc ta không chờ được tới lúc ngươi tranh đấu thắng trời đương nhiên ngươi cũng không chờ được luân hồi điện chủ đột nhiên cười lên như điên nói nó vừa dứt lời dị biến nổi lên hai bên trái phải của hư không gần giao chỉ đột nhiên chấn động kịch liệt vô số gợn sóng màu bạc hỗn loạn đột nhiên xuất hiện khiến cho hư không quấy lên như là nước sôi toàn bộ giao chỉ đã sớm được các vị đạo tổ thiên đình bày ra cấm chế cường đại bao phủ lại Giờ phút này các loại quang mang ẩn chứa uy năng cường đại nổi lên, cùng gợn sóng màu bạc xung đột kịch liệt. Không ngờ gợn sóng màu bạc lại có uy năng cực lớn, cấm chế giao trì ở nơi này vậy mà rơi vào thế yếu. Từng luồng cự lực nhanh như chớp tiến vào trong giao trì, chỗ biên giới của giao trì một ít tân khách trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, tu vi có chút nhỏ yếu thì lập tức trọng thương, tiếng kêu thảm thiết vang lên liên miên. Vào lúc này hai bên trái phải của giao trì có khí trắng nổi lên, mảng lớn đám mây khí màu trắng đột nhiên xuất hiện ngăn ở phía trước những gợn sóng màu bạc những gợn sóng màu bạc đang sôi trào kia lập tức bị chặn lại cự lực ngập trời tràn vào trong đám mây khí trắng lại giống như trâu đất xuống biển không có chút tác dụng trên không của giao trì một bóng trắng lóe lên thân ảnh bạch vân đạo tổ xuất hiện những tu sĩ bị trọng thương kia như tìm được đường sống từ trong chỗ chết vội vàng bay về phía trung tâm của giao trì tình cảnh nhất thời có chút lộn xộn Lý Nguyên Cứu và mấy vị đạo tổ ở bên cạnh tịnh Minh Hồ, thấy cảnh này thần sắc đều hơi động nhìn về phía cổ hoặc kim và luân hồi điện chủ. Cổ hoặc kim ngồi ngay ngắn trên đài cao, thần sắc không chút biến hóa, dường như đối với mọi việc trước mắt không cảm thấy hứng thú chút nào. Luân hồi điện chủ cũng im lặng không nói gì, giống như mọi việc chung quanh không có quan hệ gì tới gã. Lý Nguyên Cứu và Sích Dung đạo tổ nhìn một màn này thì ánh mắt đều khẽ động, không biết đang suy nghĩ điều gì. Đôi môi của Trần Như Yên khẽ mím, lộ ra vẻ tươi cười. Giờ phút này vị ẩn minh đạo tổ kia lại nhắm mắt lại, giống như lão tăng đang nhập định, một chút phản ứng cũng không có. Những đạo tổ khác nhìn thấy sắc mặt cổ hoặc kim cũng là thần sắc khác nhau. Có người ánh mắt lộ vẻ nghi hoặc, có lông mày hơi nhíu lại, có quan sát cũng có kẻ lặng lẽ lui lại. Ánh mắt bạch vân đạo tổ cũng lóe lên, trên tay động tác không chút trần chờ bấm tay điểm một cái. Vô số mây khí trắng từ trong hư không toát ra, phô thiên cái địa bao phủ xuống gợn sóng màu bạc ở hai bên trong hư không phụ cận quang mang của các loại cấm chế cũng lập tức sáng rực chín phối hợp với mây khí màu trắng do bạch vân đạo tổ triệu hồi bay về phía những gợn sóng màu bạc kia để hung hăng áp chế nhưng những gợn sóng màu bạc kia lại đột nhiên sáng lên hai cỗ lực lượng như muốn rời non lấp biển và bén nhọn không gì sánh được đột nhiên tuôn ra xé rách xoẹt một tiếng mây trắng ở hai bên dao chỉ lại trực tiếp bị xé toạc ra những cấm chế kia chỉ hơi dừng lại một chút rồi bị xé rách dễ như trở bàn tay giữa không trung thân thể của Bạch Vân Đạo Tổ chấn động mạnh, như bị điện giật, phải lùi lại vài chục bước mới có thể đứng vững thân hình. Bạch Vân Đạo Tổ bị mất mặt trước tất cả mọi người, trên mặt hiện lên màu đỏ tím, sau khi thân hình ổn định lại muốn lập tức ra tay lần nữa. Nhưng hai bên dao chỉ ánh sáng trắng lại lóe lên lần nữa, hư không lập tức vỡ ra, hai cái thông đạo không gian sâu không thấy đáy liền xuất hiện. Vô số bóng người riêng phần mình bay ra từ trong thông đạo không gian, rơi vào hai bên giao trì, không ai biết có bao nhiêu cái, một mảnh đông nghịt, cờ xí tung bay. Người bên trái dao chỉ đều mặc trường bào tím đen, trên thân tỏa ra cuồn cuộn ma khí, là đại quân ma vực. Kẻ cầm đầu là một trung niên nam tử, mặt chữ điền lông mày nhỏ nhắn, nhìn như là tên nho sinh văn nhã, nhưng thần tình lại rất uy nghiêm, chính là ma chủ thạch không ngư. Lúc này thạch không ngư mặc trên người một bộ chiến giáp màu tím phủ đầy hoa văn, sau lưng là áo choàng màu đỏ bay phất phới, tản mát ra uy nghiêm vô cùng vô tận. Đứng song song bên cạnh gã còn có bốn người, Bên trái là một đôi nam nữ, nam một đầu tóc dài giống như là rơm dạ khô héo, thân thể cũng vô cùng gầy còm, như một cỗ thây khô da bọc xương. Nữ thì dung mạo xinh đẹp, eo nhỏ cặp mông đầy đặn, mọi cử động đều tản mát ra cảm giác, tựa như đóa hoa tà ác đang nở rộ, để cho người ta cảm giác e ngại lại không nhịn được mà động tâm. Bên phải thạch không ngư cũng đứng hai người, một người trong đó là vị nữ tử mặc váy trắng, thân hình cao lớn so với ma chủ còn cao hơn hai cái đầu. Thân thể nàng cực kỳ mập mạp, con mắt trên mặt đã bị thịt mỡ trên thành một đường, trên cổ cũng bị trùng trùng điệp điệp thịt mỡ lấp đầy, như một tòa núi thịt đứng ở nơi đó. Một người khác là nam tử mặc áo vàng, xem ra chỉ khoảng 20 mươi mấy tuổi, bên hông dắt một thanh trường kiếm màu đen bình thường, hình dạng cũng rất bình thường. Chỉ là hai mắt nó cực kỳ trống rỗng vô thần không có chút tia sáng Nếu như nhất định phải dùng một từ để nói về ánh mắt của người này Thì hai chữ tử vong chính là thỏa đáng nhất Trên thân bốn người khí thức đều sâu không lường được Thình lình đều là đạo tổ mà tại sao lưng bọn người ma chủ, đứng thưa thất 40, 50 người, khí độ âm trầm đều là tồn tại đại la cảnh. Tam họ ăn tử thạch phá không, ngũ công chúa thạch cảnh nhiên đều ở trong đó, tu vi hai người đều đã là đại la cảnh, có điều chỉ là đại la sơ kỳ. Bên cạnh hai người còn đứng một thanh niên nam tử mặc phục sức hoàng tộc. Người này có khuôn mặt tuấn lãng, đầy cao quý, cực kỳ sang trọng. Khí tức trên thân người này cường đại dị thường, so với hai người thạch phá không lợi hại hơn nhiều lắm, vậy mà đạt đến cảnh giới đại la học kỳ. Phía sau nữa là ma tộc đại quân, tu vi chủ yếu từ kim tiên trở lên, đây chắc hẳn là toàn bộ tinh nhuệ của ma vực. Người ở bên khác của giao trì thì khí thức cuồng dã là chân linh của các tộc man hoang giới vực. Đứng tại trước nhất có ba người, hai người trong đó là bạch trạch và nhạc miện. Còn có một nam tử trung niên đầu chọc, trên mặt mang vẻ cười đùa. Trung niên đầu chọc mặc trên người một kiện áo giáp cổ xưa màu đồng xanh, phía trên không có linh văn cũng không có hình vẽ, Giống như một kiên áo giáp bình thường của người phàm, nhưng bộ áo giáp được mặc trên thân nam tử đầu trọc này lại cho người ta cảm thấy một loại khí thế bá tuyệt thiên hạ, so với bạch trạch và Nhạc miệng không kém cỏi chút nào. Sau lưng ba người cũng đứng ba bốn mươi tên đại la cảnh, gồm tộc trưởng của man hoang tám tộc, còn có Lợi Kỳ Mã, Tiểu Bạch, Liễu Nhạc Nhi, Hồ Tam cũng đều ở trong đó. Phía sau man hoang đại quân, các tộc man hoang đã dốc toàn bộ chủ lực và tinh nhuệ của mình ra. Nhân mã hai phe lập tức bao vây lại, vô số yêu ma hai tộc đem đại quân vây quanh toàn bộ giao trì. Cùng lúc đó, giới vực không biết, trong thập phương vạn tiên đại trận. Hai tay áo hàn lập phiêu diêu, mở ra, lập tức có kim quang cuồn cuộn bay ra từ trong ống tay áo, là 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm. Kim long trong ống tay áo điên cuồng sông về phía trước nơi bốn người vừa mới hiện thân. Lôi điện màu vàng đi đến đâu, hư không chấn động đến đó, kích thích lôi điện gợn sóng rộng trừng vạn trường. Trong bốn người kia, có một người ở phía trước, lao đi rất nhanh trong hư không, lại mạnh mẽ như hổ, ngăn tại phía trước ba người. Rồi hãy tay gã hợp lại với nhau, xông lên phía trước. Nó chắp tay trước ngực hai tay tựa như một thanh kiếm sắc, trực tiếp làm hai bên trái phải của hư không chia ra. Ở trong kim quang lập tức dâng trào, hiện ra một tòa núi cao kim quang vạn trượng, tuy không giống như ngọn núi thực sự nhưng bên ngoài lại rất giống. Một tòa tựa như núi cao khổng lồ do kim quang ngưng tụ lập tức phát ngang phía trước, hai đạo kim long đột nhiên nện ở trên ngọn núi, Vậy mà không thể trực tiếp xuyên qua, mà là mang hai bên sườn của ngọn núi đánh ra hai lỗ hổng to lớn kéo dài về hai bên. Kim Long một kích không chúng thì bay về hư không phía xa, trực tiếp phân tán ra, hóa thành 72 tên kiếm linh đồng tử toàn thân quấn quanh tia điện màu vàng, lơ lửng tại bốn phía hư không. Bọn chúng từng cái khoanh tay, nhíu mày nhìn xem bốn người, tựa hồ không vội công kích cũng không vội bày trận. Bốn vị đạo tổ đồng thời đến đây, làm hàn mỗ rất là vinh hạnh hai tay hàn lập chắp sau lưng, chân đạp hư không đi tới. chương 1363, Dương Cung Bạt Kiếm Bạch Vân Đạo Tổ nhìn thấy đại quân hai tộc yêu ma bỗng nhiên xuất hiện, huyết sắc trên mặt trong nháy mắt biến mất, thân hình đang muốn bay nhào tới lập tức dừng lại. Nhưng vào lúc này, nương theo hai tiếng vù vù, hai đạo nhân ảnh lóe lên hiện ra. Một người trong đó là một nam tử trung niên, toàn thân trắng như tuyết, chừng 40 tuổi. Cả đầu tóc trắng, Dâu ngắn vài tấc cũng thuần một màu trắng toàn thân tản mát ra một cỗ khí tức băng lãnh thân sắc rất lạnh nhạt cả người nhìn qua phảng phất như một khối băng người còn lại lại là một lão giả lùn tịt thân cao không đến năm thước mặt như chu sa cái mũi hèm rượu đỏ bừng như ngọn lửa có chút ôn hòa cười híp mắt trông có vẻ thân thiện khí tức phát ra từ hai người bọn họ sâu không lường được đều là tồn tại cấp đạo tổ đứng sóng vai cùng bạch vân đạo tổ chắn trước đám người cổ hoặc kim ma tộc, còn có cả chân linh man hoang giới vực, bọn chúng sao lại ở chỗ này. Mọi người bên trong giao chỉ mặc dù tu vi nhìn khắp tiên giới hiện nay đều thuộc nhất lưu, nhưng chưa khi nào gặp qua trận thế như vậy, ý niệm đầu tiên trong đầu hiển nhiên là hô to không ổn, nhao nhao rời tiệc tụ tập xung quanh đám người cổ hoặc kim. Thương ngô trần quân phất tay phát ra một cỗ quang mang xích hồng, bao phủ đám người mộng bà, dư mộng hàn lại, cũng phi thân hạ xuống bên cạnh mấy vị đạo tổ của thiên đình. Bóng xanh lóe lên, một đám người khác xuất hiện ở bên cạnh mấy người thương ngô chân quân, cầm đầu là vị đại hán khôi ngô tóc xanh dâu xanh, tu vi cảnh giới sâu không lường được, cũng là một vị đạo tổ. Phong đạo hiếu, ánh mắt thương ngô chân quân sáng lên, chắp tay với đại hán khôi ngô. Thương ngô đạo hiếu, đại hán khôi ngô cũng mỉm cười đáp lễ lại, tình hình trên bồ đề yến đột biến, giờ phút này dương cung bạt kiếm. Hai vị đạo tổ bọn họ từ bên ngoài đến, trước kia mặc dù không có thâm giao, nhưng lúc này vô thức đứng chung một chỗ, vào thời khắc này, một lão giả áo đỏ bay tới, hạ xuống bên cạnh thương ngô chân quân và đại hán khôi ngô. Lão giả này, đỉnh đầu trụi lùi không còn một sợi tóc, gương mặt vừa khô lại vừa gầy, lộ ra một cỗ âm kiêu, con mắt tinh tường sắc bén, phảng phất như hai thanh đao đâm thẳng vào lòng người, rõ ràng cũng là một vị đạo tổ. Phong đạo hiếu, thương ngô đạo hiếu, chân mô ở đây hiếu lễ, tình huống bây giờ có chút hỗn loạn, lão phu đến chỗ hai vị đạo hiếu nghỉ chân một chút, hai vị không để tâm chứ lão giả áo đỏ cười nói, nguyên lai là chân đạo hiếu, ngài đại giá quang lâm, ta và phong đạo hiếu hoan nghênh còn không kịp, làm sao lại phiền lòng. Thương ngô chân quân và đại hán khôi ngô nhìn thoáng qua nhau, cười nói. Vị lão giả áo đỏ này họ chân tên sĩ âm, chính là một vị đạo tổ tán tu nổi tiếng từ xưa, thời gian dài co cụm ở trong một tiên vực cỡ nhỏ, tính tình cổ quái, cũng không khai sáng tông phái, hay truyền thừa đạo pháp gì cả. Thế nhưng thực lực khá mạnh, ở bên trong rất nhiều tiên vực lưu lại không ít truyền thuyết. Có chân sĩ âm gia nhập, thực lực ba người bọn họ đề cao không ít, khả năng bình an vượt qua phong ba trước mắt đã nắm chắc thêm mấy phần. Lần này trong số những người của các tiên vực tới giao trì tham gia bồ đề yến, phần lớn đạo tổ không hẳn sẽ đích thân đến, thường thì chỉ phái vài môn nhân hậu bối tới đây, chân chính tồn tại cấp đạo tổ chỉ có ba người thương ngô chân quân. Cho nên nhìn thấy ba người này đứng ở cùng một chỗ, lập tức có không ít tu sĩ tụ họp tới đây. Khóe môi hàn lập nhếch lên một nụ cười nhàn nhạt, nhạt dáng vẻ ung dung không hề khẩn trương đâu có vẻ gì là thất kinh khi bị đại trận vây khốn một màn này lọt vào trong mắt bốn người tử xa Minh Nguyên làm thâm tâm bốn người không khỏi siết chặt lại đối mặt với một người ngay cả đạo tổ còn chưa đạt đến vậy mà không hiểu sao bọn họ lại cảm thấy có chút e ngại lúc trước ở bên ngoài mà kẻ có mâu thuẫn gì có không vừa mắt nhau đến cỡ nào sau khi đã tiến vào đại trận bọn họ liền bỏ qua tất cả hợp lực diệt địch là mục tiêu duy nhất Tử Sam đứng đầu cũng không trả lời, chỉ liếc mắt nhìn hai phía, lần lượt nhìn về phía Đông Ly Hổ và Chu Nhan rồi gật đầu nhẹ. Hai người lập tức hiểu ý, thân hình chia ra hai phía trái phải, tạo thành thế vây kín quanh Hàn Lập. Chỉ có một mình Minh Nguyên lưu tại hậu phương, thân hình vừa vặn bị Tử Sam che khuất. Ánh mắt Hàn Lập hơi lóe lên, trong lòng âm thầm tính toán. Nhìn lại một kích vừa rồi ngăn trở thanh trúc phong vân kiếm của mình, lực lượng pháp tắc Đông Ly Hổ kia tu luyện tựa hồ là sơn chi pháp tắc ở dưới thổ thuộc tính, hơn phân nửa là loại tinh thông sức mạnh và phòng ngự, một kích không dễ dàng công phá được. Mà nữ tử mặc áo tím và lão ẩu xấu xí kia có thể cùng nhau chính diện xuất kích với hắn, tất nhiên cũng là tinh thông pháp tắc loại cường công. Chỉ có người cuối cùng bị che ở hậu phương kia, nếu không phải am hiểu chính diện chém giết, thì nhất định là còn cất giấu thủ đoạn tất sát gì đó. Bất kể là loại nào, không còn nghi ngờ gì nữa, người kia nhất định là kẻ đầu tiên phải giết. Trong thâm tâm Hàn Lập vừa suy nghĩ vừa quyết định Lúc này hư không phía trước chấn động kịch liệt một trận, một biển lửa màu tím nóng rực không hề có dấu hiệu báo trước đột nhiên tuôn trào ra, đánh thẳng tới phía hắn. Tử viêm, lực lượng hỏa thuộc tính pháp tắc, tâm niệm hàn lập khẽ động, thân hình ngay lập tức thối lui về sau cực nhanh. Cùng lúc đó, sau người hắn một vầng bảo luân màu vàng cực lớn đột một hiển hiện, kim quang tăng vọt vù vù xoay tròn, từng tia từng tia sáng màu vàng từ đó bắn ra, bao phủ bốn phía hư không. Những ngọn lửa màu tím đang lao đến truy kích kia, Vừa mới tiến vào phạm vi ảnh hưởng của Chân Ngôn Bảo Luân, tốc độ lao tới lập tức đại giảm, bị Hàn Lập bỏ xa ra. Bất quá, địa phương hỏa diễm và tia sáng màu vàng tiếp xúc, từng hồi từng hồi bạo liệt chói tai không ngừng vang lên. Từng tia sáng màu vàng ẩn chứa lực lượng thời gian pháp tắc nồng đậm kia, vậy mà rất nhanh đã bắt đầu tan rã. Đúng lúc này, trong ngọn lửa màu tím, một đạo nhân ảnh toàn thân như tắm trong lửa từ đó đột nhiên xuyên qua, trong tay nắm một thanh tử diễm trường kiếm, đâm một kiếm xuống phía tim Hàn Lập hàn lập đã sớm phòng bị một quyền thua ở đai lưng đột nhiên nâng lên nện thẳng một quyền tới phía mũi kiếm của đối phương ầm um, một cỗ cự lực giống như bạo tạc trong nháy mắt quét ra vô số hỏa đoàn màu tím như khổng tước xòe đuôi vậy nổ bể văng tứ tung không đợi hàn lập thu hồi nắm đấm kim quang phía trên đỉnh đầu hắn bỗng nhiên lóe lên một tòa sơn phong to lớn vô cùng từ trên trời giáng xuống áp thẳng xuống đầu hàn lập trên tòa sơn phong màu vàng kia một tầng mây vàng dày đặc phiêu đáng bên trong tản mát ra từng trận khí thức thổ thuộc tính pháp tác vô cùng cường đại, lúc hạ xuống tựa hồ áp bách toàn bộ phiến hư không chìm nén xuống phía dưới. Hàn lập ngửa mặt nhìn lên trời, chỉ thấy phía dưới ngọn núi kia, rõ ràng tuyên khắc mấy văn tự cổ truyện cực lớn hùng trấn ngũ nhạc. Tay còn lại của hắn bỗng nhiên đưa lên, vỗ một trường thẳng lên phía trên không. Một tầng kim sắc quang mang tuôn trào ra, một trường ấn cự đại bay vụt lên không trung, đột nhiên đánh tới dưới đáy ngọn núi kia. Dưới chấn động ầm ầm, tòa sơn phong đang thế ép xuống bị trúng một trường, đột nhiên chỉ trệ. Chỉ thấy trên bốn chữ lớn hùng trấn ngũ nhạc kia bỗng nhiên lõm vào, hiện ra một trường ấn to lớn vô cùng. Nhưng mà, ngọn núi kia cũng chỉ dừng một chút, ngay sau đó lại rơi xuống trùng điệp, không gì ngăn trở. Hàn lập nhíu mày lại, bàn tay giơ lên phía trên, đột nhiên ngăn lại một cái, đúng là bằng vào một người một trường, đã vững vàng chống giữ ngọn núi đó. Chỉ là thân thể của hắn lại nhịn không được khẽ run lên, hai chân mới một lần nữa đứng thẳng lên lại đến trên bầu trời bỗng nhiên vang lên một tiếng quát lớn một đạo kim quang từ trên trời giáng xuống rơi xuống bên ngoài sơn phong màu vàng trong kim quang thân hình đông ly hổ nổi lên quanh thân lại nhộn nhạo lên một tầng kim sắc quang mang chói mắt cả người trong nháy mắt thoạt nhìn như một vị kim giáp thần nhân truyền thừa tuyên cổ uy thế cường đại làm cho người ta không dám nhìn thẳng chỉ thấy một tay gã mở ra nâng ở trước người một tay còn lại ngón tay như bút khắc họa ở khoảng không trong lòng bàn tay ngón tay gã huy động Bút Tẩu Long xà, ba chữ lớn thủ Dương Sơn rất nhanh hiện lên ở lòng bàn tay gã. Nét bút ba chữ này khác biệt với bình thường, nhìn như viết văn tự, nhưng kỳ thực lại giống y hệt vẽ bùa, từng nét bút nét vẽ đều liền lại với nhau, như nước chảy mây trôi một mạch mà thành, thoạt nhìn lại có chút ảo giác giống như dãy núi chập trùng. Bút hạ thành chữ, kim quang trong lòng bàn tay gã lóe lên, hiện ra một tòa sơn phong khổng lồ hơi co lại như hạt đậu, cùng một tòa sơn phong khác chừng hạt gạo sóng đôi lơ lửng trong lòng bàn tay gã ngay sau đó chợt nghe một tiếng ầm vang thật lớn một vệt kim quang lần nữa từ trên trời rơi xuống một tòa sơn phong khổng lồ màu vàng lớn gấp đôi so với tòa sơn phong trước đó lần nữa sinh ra rơi xuống nện trùng điệp lên trên tòa sơn phong hàn lập đang đỡ ầm 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 một trận sóng gợn sao động nổi lên hóa thành một vòng sóng ánh sáng màu vàng tỏa ra bốn phía hàn lập ở dưới ngọn núi thân thể bị chấn động cánh tay đột nhiên khẽ cong lại đỉnh đầu đã nhanh áp vào một kích trước kia được đánh ra từ trong lòng bàn tay của mình lúc hắn muốn rút cánh tay kia lại, thì thanh tiên kiếm tử diễm quấn quanh kia của tử Sam bỗng nhiên tăng thêm một phần lực đạo, lại đâm tới phía hắn, làm cho hắn phải lần nữa đẩy nắm đâm tới. Một mình hàn lập, dùng một quyền một trường, đồng thời nghinh kích hai vị đạo tổ. Cùng lúc đó, ngọn ngũ nhạc phong cao lớn nhất kia trên đại lục Hoàng Sơn thuộc bàn Sơn Tiên Vực, không hề có dấu hiệu báo trước bỗng phát sinh một trận địa chấn từ xưa đến nay chưa từng có, toàn bộ đỉnh núi trong trận địa chấn cực mạnh này làm cho vỡ nát ra đông ly hổ là đạo tổ sơn chi pháp tắc gã có thể liên thông tất cả địa mạch ở bất kỳ địa phương tiên vực nào di rời bất kỳ dãy núi hay ngọn núi nào mà gã muốn chỉ là trước mắt thân ở trong thập phương vạn tiên đại trận này gã cũng chịu ảnh hưởng của trận pháp chỉ là mức độ khắc nghiệt thì không bằng hàn lập mà thôi mặc dù không cách nào điều động trực tiếp sơn nhạc chân thực nhưng có thể điều động sơn nhạc chân ý uy lực to lớn như nhau nhìn thấy hàn lập chỉ dùng một tay vẫn có thể chống đỡ đông ly hổ lần nữa điều động một thân lực lượng pháp tắc viết vào trong lòng bàn tay ba chữ thần nguyên phong. Bút hạ thành chữ, nháy mắt đã hóa thành một ngọn núi lớn cỡ hạt đậu đen, lơ lửng ở lòng bàn tay. Ngay sau đó, lại một tiếng ầm vang lên, lại một ngọn núi khổng lồ ngưng tụ kim quang từ trên trời giáng xuống, nện thẳng xuống tòa thủ dương sơn kia. Man lực nghiền nát tựa vạn quân chút xuống, một tay hàn lập đã không cách nào có thể chống đỡ, bả vai hắn nhấc lên, dùng một tay một vai nâng lên ba tòa sơn nhạc chân ý do lực lượng pháp tắc của đạo tổ ngưng tụ ra phía dưới sơn nhạc, thân thể Hàn Lập nhìn có chút nhỏ bé, nhưng mà khóe miệng của hắn vậy mà Thủy Trung vẫn mang theo ý cười. Đầu của hắn hơi nghiêng nghiêng, ánh mắt cũng nghiêng nghiêng theo nhìn về phía lão phụ xấu xí một mực không xuất thủ kia, chỉ thấy người này lơ lửng trong hư không, hai tay kết pháp ấn cổ quái, hào quang trên thân một sáng một tối thay nhau chấp động. Chẳng biết tại sao, ngoại trừ một người núp ở hậu phương bên ngoài kia, trong thâm tâm Hàn Lập cảnh giác nhất lại là người này. Trường 1364, hết sức căng thẳng. Thấy Hàn Lập bị ba tòa sơn phong ép cơ hồ còng lưng xuống, Chu Nhan bỗng nhếch miệng cười một tiếng, trên thân sáng lên độn quang, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, phóng thẳng đến Kim Đồng. Mấy người kia tựa hồ vừa mới bắt đầu đã thương lượng xong, mục đích của bọn họ chính là muốn cắt ngang việc Kim Đồng thôn vệ vùng hư không này. Thấy thân hình giống như quỷ mị đột nhiên hiện ra sau lưng Kim Đồng, thần sắc Hàn Lập bỗng nhiên lạnh lẽo nói: "Mơ tưởng, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy một vệt kim quang trống giống hiển hiện." một dãy núi màu vàng với thế núi uốn lượn từ trên trời giáng xuống, tựa như trong chớp mắt từ giữa trời đập thẳng xuống. Chu Nhan kia ngay cả mảy may cơ hội tránh né cũng không có, trực tiếp bị chân áp xuống dưới. Thân hình bị đè dưới dãy núi, một cỗ ẩn chứa thời gian pháp tắc chi lực cường đại ép xuống, lập tức từ bốn phía lao đến, bao phủ toàn bộ thân thể lão phụ vào trong. Quang mang quanh thân Chu Nhan chớp liên tiếp, tựa hồ muốn tránh thoát huyễn thần xa lậu này trói buộc, nhưng lại không có chút tác dụng, cát vàng chung quanh giống như cát chảy hút lão hõm vào từng chút từng chút một bốn phía tựa hồ còn có từng sợi dễ mảnh mai lan tràn đến quấn chặt từng tầng từng tầng thân thể lão không ổn tử sam nói thầm một tiếng thân hình lập tức nhanh lùi lại phía sau trên bầu trời đen kịt bỗng nhiên có ánh lửa lưu chuyển một mảnh hỏa vũ lưu tinh đâm rách hư không đập xuống phía dưới cùng lúc đó một tiếng hô giống như thú minh bỗng nhiên vang lên hàn lập một mực bị ép dưới ngọn núi bỗng nhiên toàn thân tăng vọt quang mang thân thể trong nháy mắt tăng vọt gấp trăm lần, hóa thành ma thần ba đầu sáu tay, một trường liền lật ngược ba hòn núi lớn ép trên đỉnh đầu hắn. Toàn thân hắn bộc phát ra một cỗ khí thức cường đại khó nói nên lời, bước thẳng đông ly hổ ra. Hàn lập đứng thẳng giữa trời, xoay chuyển ánh mắt, rốt cuộc thấy được nam tử tóc trắng lúc trước bị tử sam ngăn tại hậu phương. Tên kia giờ phút này đang khoanh chân ngồi giữa hư không, dưới thân thình lình lơ lửng một vòng sáng màu trắng. Trong vòng sáng ấy, đầy đạo đạo phù văn và vô số đường vân ngôi sao, phía trên nhộn nhạo một tầng khí tức pháp tác cực kỳ cổ quái. Hàn lập đi lại xưa nay chưa từng cảm thụ qua, tựa hồ không thuộc về ngũ hành, cũng không liên quan đến thần hồn. Còn tưởng các người có năng lực gì, bất quá cũng chỉ như vậy. Hàn lập nhìn xuống ba người, từ tốn nói, thân sắc tử Sam không thay đổi, hơi quay đầu về sau, hỏi Minh Nguyên kéo dài thời gian cho ngươi lâu như vậy, còn chưa được sao. Minh Nguyên chậm rãi mở hai mắt ra, trong con mắt chiếu ra ngàn vạn ánh sao, cười nói. Được rồi, một phen biến hóa trên bồ đề yến, rốt cuộc làm cho thần sắc đám thiên đình thất quân lý nguyên cứu trở nên ngưng trọng. Cổ hoặc kim từ đầu đến cuối vẫn như cũ một mặt lạnh nhạt, vẫn ngồi ngay ngắn ở trên xe lăn. Thạch không ngư, thiên đình đã sớm ký kết minh ước với ma vực các ngươi, không xâm phạm lẫn nhau. Giờ phút này người dẫn người đi vào thiên đình ta, hẳn là muốn khởi động lại chiến hỏa. Bạch Vân Đạo Tổ vượt qua đám người, nghiêm nghị hỏi. Năm đó thiên đình các ngươi cướp đoạt tài nguyên ma vực ta, phái đại quân xâm nhập ma vực, giết bao nhiêu tộc nhân chúng ta. Hôm nay chúng ta muốn báo huyết hải thâm cừu này, ma chủ chậm rãi nói. Đại quân ma tộc phía sau y giận dữ hét lên một tiếng, trong mắt đều trở nên hoàn toàn đỏ sậm. Các tộc man hoang giới vực và thiên đình thù sâu như biển, không cần phải nói nhiều, người các tộc cừu hận nhìn đông đảo tu sĩ trong giao trì. Nếu không có bọn người bạch trạch đã sớm nghiêm lệnh không được tùy tiện động, man hoang các tộc đã sớm nhịn không được, đánh giết tới rồi. Bạch Vân đạo tổ nhìn đại quân đen nghịt chung quanh, trong lòng giật mình. Thiên đình trước mắt do gã chấp trưởng, lần này sự vụ bồ đề yến, còn thêm bố trí chiến lược thiên đình, đều do một tay gã an bài. Giao chỉ ở chỗ sâu trong thiên đình, thiên đình trải qua vô số năm trưởng quản, nội ngoại đã sớm bố trí không biết bao nhiêu tầng cấm chế, tạo thành một pháo đài tường đồng vách sắt, chung quanh lại có rất nhiều tồn tại đạo tổ, đại la tỏa chấn. Gã tự nhận vạn vô nhất thất, mà luân hồi điện điên cuồng tấn công các nơi trung thổ tiên vực, cho nên gã liền điều hơn phân nửa binh lực thiên đình ra ngoài, ngăn cản thế công luân hồi điện. Bây giờ bên trong thiên đình cũng không có quá nhiều thủ vệ, mà tộc và man hoang chân linh vậy mà có thể chui vào chỗ trống, trống rỗng xuất hiện ở đây. Sắc mặt bạch vân đạo tổ khó coi, nhìn lướt qua đám người chân tiên giới tụ lại đến đây, ánh mắt chấp động một chút. Giờ phút này người đến đây tham gia bồ đề yến, mặc dù số lượng ít hơn nhiều so với đại quân ma vực và man hoang chân linh, nhưng những người này đều là tồn tại đỉnh tiêm tại các thế lực chân tiên giới, thực lực bất phàm. Trong đó tu sĩ đại la cảnh chừng hơn 100 vị, mà tồn tại đạo tổ thì có ba người thương ngô chân quân. Luận chiến lực cao dai, phe mình vẫn chiếm thượng phong. Vừa nghĩ đến đây, tâm tình nóng ruột của Bạch Vân đạo tổ hơi buông lỏng, quay người nhìn về phía cổ hoặc kim, chờ đợi chỉ thị của y. Cổ hoặc kim không để ý đến bọn người ma chủ và bạch trạch, quay đầu nhìn về phía luân hồi điện chủ, đang muốn nói cái gì, đột nhiên tay phải vung gấp lên, nắm vào trong hư không một cái giữa không trung bên phải cách y mấy trăm trượng lóe lên một bàn tay lớn màu vàng óng trống rỗng xuất hiện như thiểm điện chảo xuống đúng là thần thông thiên hoàng đại thủ ấn mà y am hiểu nhất xoẹt một tiếng hư không giống như giấy vỡ vụn ra một bóng người lảo đảo ngã ra đồng thời rơi xuống phía dưới thình lình chính là luân hồi điện chủ mà thân hình luân hồi điện chủ ngồi ngay ngắn sau đài lắc lư hai lần tiêu tán ra bàn tay lớn màu vàng óng cũng không dừng lại mặt ngoài lóe lên kim quang lần nữa vỗ mạnh xuống mặt luân hồi điện chủ trầm như nước bên ngoài thân lóe lên quang mang đỏ sậm trong nháy mắt ổn định thân hình một quyền đánh lên phía trên ầm ầm một tiếng vang trầm một mâm tròn lục giác đỏ sậm xuất hiện trên đỉnh đầu gã xoay tròn cấp tốc phát ra một cỗ hấp lực khổng lồ thần hồn trong đầu tất cả mọi người trong giao chỉ rung động kịch liệt tựa hồ sắp bị mâm tròn lục giác kia hút đi nói thì chậm xảy ra cực nhanh mâm tròn lục giác vừa mới xuất hiện bàn tay lớn màu vàng óng kia đã rơi xuống cả hai trùng điệp va chạm vào nhau một tiếng nổ vang kinh thiên động địa, hai màu quang hà kim hồng chói mắt hiển hiện, khuếch tán ra chung quanh. Nhưng ngay lúc này, hư không bên cạnh Luân Hồi Điện chủ lóe lên, bốn đạo nhân ảnh trống rỗng xuất hiện, chính là bốn người Lý Nguyên Cứu, Xích Dung, Bạch Vân Đạo Tổ và lão giả lùn kia. Quang mang bốn màu vàng, đỏ, trắng, đen từ trên thân bốn người nở rộ ra, trong nháy mắt hình thành một lồng ánh sáng bốn màu hùng hậu không gì sánh được, bao phủ Luân Hồi Điện chủ và cả quang hà hai màu kim hồng bạo liệt ra ở trong đó lồng ánh sáng nhìn không thể phá vỡ, bên trong như có vô số phù văn bốn màu sôi trào nhảy lên, nhưng không xung đột với nhau. Cái này tựa hồ là một thần thông liên thủ, các nơi trong lồng ánh sáng đều tràn ngập một cỗ giam cầm chi lực cường đại làm người hít thở không thông. Thân thể luân hồi điện chủ siết chặt, tựa hồ bị cự phong trăm vạn trượng ngăn chặn thân thể, động đậy một chút cũng phi thường gian nan. Mà hai màu quang hà kim hồng cũng không bạo liệt ra, bị giam cầm ở trong lồng ánh sáng, rất nhanh phiêu tán, dung nhập vào trong phù văn lồng ánh sáng bốn màu. Liên tiếp biến hóa nhanh như thiểm điện, đám người giờ phút này mới phản ứng kịp, lập tức xôn xao một mảnh. Bọn người ma chủ, còn có bạch trạch nhìn thấy cảnh này, trên thân nhao nhao sáng lên các loại quang mang. Cổ hoặc kim xoay chuyển ánh mắt, nhìn Trần Như Yên bên cạnh, còn có ẩn minh đạo tổ kia, ánh mắt hơi ba động một chút. Mi mắt Trần Như Yên nhíu lên, thân hình khẽ động tiêu thất hư không, sau một khắc đã xuất hiện trước người bọn bạch trạch. Xuất hiện cùng nàng, còn có nam tử trung niên mặc tuyết y như khối băng kia. Ba vị man hoang chân linh vương đạo hiếu, ta cũng không muốn động thủ cùng các ngươi, xin chớ bức bách. Trần Như Yên nhàn nhạt mở miệng nói, trong khi nói chuyện, bên ngoài thân nàng hiện ra một tầng lam quang, chỗ sâu trong lam quang mơ hồ có thể nhìn thấy một cửa đá màu lam phong cách cổ xưa, tản mát ra khí tức thê lương vô cùng vô tận, tựa hồ tồn tại trước khi cả thiên địa mở ra. Trong cửa là từng đạo sóng cả cuồn cuộn, chợt nhìn không có gì, nhưng nhìn kỹ đằng sau sẽ cảm thấy cửa đá đột nhiên trở nên vô cùng lớn, bao quát toàn bộ thiên địa vào trong đó, vô số sóng cả ngập trời đấu đá tới, triệt để nghiền mình thành bột mịn, hài cốt không còn. Đây là vạn thủy chi môn, sắc mặt bạch trạch, nhạc miệng, còn có đại hán chọc đầu kia khẽ biến, đều dừng bước lại. Cùng lúc đó, trước người ma chủ bên kia nhoáng lên một bóng đen, ẩn minh đạo tổ kia trống rỗng xuất hiện, cứ như vậy một thân một mình ngăn trước mặt đám người ma vực. Ánh mắt ma chủ sáng lên, dừng lại thân hình, Bất quá bản phủ váy trắng giống như núi thịt bên cạnh y không dừng lại, cười lạnh một tiếng, trong tay hiện lên hắc quang, nhiều ra một thanh lang nha bổng màu đen to lớn, so với thân hình còn cao hơn, vung lên. Lang nha bổng màu đen đón gió lớn dần, hóa thành một bóng đen khổng lồ, thế phá núi đoạn hải đánh về phía ẩn minh đạo tổ. Sắc mặt ma chủ khẽ động, cũng không ngăn cản, ẩn minh đạo tổ vậy mà không trốn tránh, bổng ảnh màu đen rắn chắc đánh vào trên người gã. Bành một tiếng, thân thể ẩn minh đạo tổ bạo liệt ra lại không phải là máu tươi, mà là biến thành khói đen đầy trời. Thứ quỷ gì vậy? Bàn phụ váy trắng khẽ giật mình, sau đó lại hừ một tiếng, hắc bổng trong tay quét ngang qua. Một cỗ cuồng phong bão táp màu đen cuốn lên, muốn thổi tan khói đen đầy trời này. Bất quá vào thời khắc này, ánh mắt bàn phụ váy trắng đột nhiên trở nên mờ mịt, sau đó trên mặt đột nhiên lộ ra vẻ hoảng sợ, phát ra tiếng kêu đau đớn thảm thiết, phảng phất lâm vào trong một loại huyễn thuật nào đó. Đồng thời, nàng điên cuồng vung vẩy hắc bổng trong tay, vô số bổng ảnh hiển hiện tầng tầng huyễn hóa thành một gỗ ma phong màu đen quét ra chung quanh nhìn thấy bàn phụ biến hóa quỷ dị như vậy ba tên đạo tổ ma tộc kia đang muốn xuất thủ đều dừng bước sắc mặt ma chủ đột ngột trầm xuống vung tay áo lên hư không chung quanh bàn phụ váy trắng ba động cùng một chỗ vô số gợn sóng hiển hiện giống như biến thành mặt nước vô số bổng ảnh đánh lên trên gợn sóng không gian lập tức hãm sâu vào trong đó ngay cả thanh cự bổng màu đen kia cũng lâm vào trong đó bàn phụ váy trắng ra sức kéo, vậy mà không thể rút ra. Không những vậy, không gian chung quanh giống như mặt nước nhanh chóng lan tràn ra, che mất một nửa thân hình thiếu phụ váy trắng. Thân ảnh ma chủ trống rỗng xuất hiện trước người bàn phụ váy trắng, bấm tay điểm lên mi tâm bàn phụ. Vẻ hoảng sợ trên mặt bàn phụ váy trắng nhanh chóng biến mất, ánh mắt cũng khôi phục thanh minh. Đa tạ ma chủ tương trợ, nàng cảm kích nói tiếng cảm ơn, còn chưa kịp thở dốc. Tựa hồ trong khoảng thời gian ngắn phát cuồng vừa rồi, tiêu hao tâm lực của nàng cực lớn. Ma chủ nhìn thấy tình huống bàn phụ váy trắng, sắc mặt bình thản nhàn nhạt phất phất tay, hư không chung quanh cũng khôi phục bình thường. Bàn phụ váy trắng xoay người nhìn về phía trước, thân ảnh ẩn minh đạo tổ kia xuất hiện lần nữa, như cũng đứng ở tại chỗ, tựa hồ từ đầu tới cuối vẫn chưa động đậy qua. chương 1365, chớ chú, đây là thiên ma pháp tắc cao hơn một tầng tâm ma pháp tắc. Ngươi là thiên ma đạo tổ năm đó, ma chủ nhìn chằm chằm ẩn minh đạo tổ, nói ra từng chữ ẩn minh đạo tổ cũng không nói gì lẳng lặng đứng ở nơi đó ngăn trở đường đi cái gì thiên ma đạo tổ bàn phụ váy trắng nghe lời này biến sắc ba tên đạo tổ ma tộc khác cũng cả kinh nhưng những người ma tộc khác thì mặt mũi tràn đầy vẻ mờ mịt người chân tiên giới trong giao chỉ nghe lời này của ma chủ cơ bản cũng không rõ cho lắm chỉ có ba vị đạo tổ thương ngô chân quân còn có một số ít cá biệt sống vô tận tuế nguyệt thay đổi sắc mặt kinh ngạc nhìn ẩn minh đạo tổ Mộng cô chính là một trong số đó. Sư phụ, thiên ma đạo tổ là ai? Mọi người hình như đều rất sợ hắn. Sư mộng hàn nhận ra bầu không khí quỷ dị, nhỏ giọng hỏi. Thiên ma đạo tổ là một vị đạo tổ có niên đại xa xưa, còn thời gian lâu thế nào, nghe nói còn dài hơn nhiều so với trí tôn cổ hoặc kim. Uy lực thiên ma pháp tác quỷ dị khó lường, nghe nói mỗi một lần hắn bế quan, đều sẽ hồn du thiên ngoại, thức niệm hóa thành ức phạt, rót vào từng giới diện, tìm kiếm tu sĩ thích hợp, thông qua cảm nhiễm tâm cảnh người đó, thu hoạch pháp tắc tăng lên. Việc này bị rất nhiều tu sĩ hạ giới gọi là vực ngoại thiên ma. Mộng cô nhìn dư mộng hàn một chút, truyền âm nói, tựa hồ sợ bị người nghe được. Nguyên lai like vực ngoại thiên ma là do người này sáng tạo ra. Dư mộng hàn giật nảy mình, vực ngoại thiên ma là một tâm bệnh của tất cả tu sĩ tu luyện đến đại thừa kỳ về sau, mỗi lần tu vi tiến dai, đều nhất định có xác suất thất bại. Bởi vì thiên ma xâm lấn, cuối cùng người vẫn là không biết bao nhiêu mà kể. Đương nhiên, đây chỉ là nghe đồn, chưa chắc là thật. Bất quá thiên ma pháp tắc cực kỳ đáng sợ, có thể tùy tiện xâm nhập thể nội tu sĩ, làm cho người cuồng loạn, sau đó thôn vệ thất tình chi lực đối phương, từ đó tăng thêm lực lượng. Người này năm đó là đại ma đầu chính cống, đã từng vì thôn vệ thất tình chi lực, trực tiếp hủy diệt không dưới ngàn không gian hạ giới, ngay cả chân tiên giới cũng bị hắn hủy đi mấy tiên vực. Lúc đó thiên đình chi chủ tức giận, điều động hơn 10 đạo tổ truy sát người này, sau đó hắn liền mai danh ẩn tích, không xuất hiện nữa, không ngờ hắn lại còn còn sống. Trong mắt mộng cô lóe lên một tia sợ hãi, vậy cũng không chắc, nói không chừng năm đó thiên ma đạo tổ đã chết rồi, người này là người khác tu luyện thiên ma pháp tác đạt tới cảnh giới đạo tổ. sư mộng hàn cũng không bị lời nói mộng cô hù dọa, suy đoán. Cũng có khả năng này, bất quá mặc kệ người này có phải thiên ma đạo tổ năm đó hay không, đều vô cùng nguy hiểm, chúng ta tận lực tránh xa hắn mới tốt. Mộng cô nói, trong thập phương vạn tiên trận, hàn lập nhìn minh nguyên, lông mày hơi nhíu lên. Lúc này trên dưới toàn thân Minh Uyên nhộn nhạo lên vầng sáng màu trắng, làn da vốn trắng nõn hoàn mỹ trong nháy mắt khô quắt co vào, trên thân cũng bắt đầu xuất hiện đạo đạo đường vân như vân gỗ. Cùng lúc đó, áo ngoài trên người gã vậy mà trong khoảnh khắc biến thành một lùm cỏ khô. Dung mạo gã vốn như hài đồng trong một thoáng đã biến thành một người dơm do gỗ và cỏ khô kết thành. Ánh mắt hàn lập quét qua người dơm này, trong lòng chẳng biết tại sao, dâng lên một loại cảm giác thập phần cổ quái. Đây là pháp tắc gì, Hàn lập thầm nghĩ trong lòng, thượng cổ thần nhân trong truyền thuyết thế nhân, có thể miệng ngậm thiên hiến, một câu thành sấm, không biết so với chờ chú pháp tắc này của ta thì như thế nào. Minh Nguyên đã hóa thành người dơm kia bỗng nhiên mở miệng, thanh âm vậy mà có vẻ hơi phiêu hốt. Vừa nói xong, trong lòng bàn tay bên trái của gã bỗng nhiên sáng lên một đoàn huyết quang. Cơ hồ cùng lúc, Hàn lập liền cảm giác lòng bàn tay của ba cánh tay bên trái, đồng thời truyền đến một cơn đau nhức. Hắn cúi đầu nhìn lại, phát hiện ba bàn tay này đồng thời bị xuyên thủng ở trong đang có huyết dịch chảy ra cuồn cuộn hàn lập vội vận chuyển tiên linh lực chữa trị vết thương kết quả phát hiện thử qua một lần vết thương huyết nhục chẳng những không khôi phục huyết dịch tuôn ra lại càng nhanh hơn đừng gấp cho hay lúc này mới vừa mới bắt đầu hảo hảo hưởng thụ đi thanh âm minh nguyên phiêu hốt kia vang lên lần nữa lông mày hàn lập đột nhiên co lại trên ba đầu cánh tay bên trái của hắn lần nữa suy một tiếng trống rỗng xuất hiện ba cái lỗ lớn Đồng dạng máu chảy ồ ạt, hoàn toàn không cách nào khống chế. Từ lúc vết thương thứ nhất xuất hiện, Hàn Lập đã âm thầm vận chuyển luyện thần thuật, thôi động lực lượng thần thức tới cực điểm, ngưng tụ toàn bộ tâm thần dò xét xem bốn phía có ẩn nấp thủ đoạn công kích nào không, kết quả căn bản không thu hoạch được gì. Chẳng lẽ chỉ dựa vào nguyền rủa là có thể chú sát người khác? Trong lòng Hàn Lập cảm thấy nghi ngờ. Kế tiếp là chỗ nào tốt nhỉ? Bả vai đi, thanh âm Minh Nguyên lại vang lên lần nữa. Hàn Lập nghe tiếng, tâm niệm như điện một thân tinh thần chi lực cấp tốc thay đổi quyền khiếu chỗ đầu vai sáng lên một mảnh bạch quang chói lọi như một tầng pháp bảo áo giáp che bả vai trái phải lại phốc nhưng mà căn bản không dùng được bả vai bên trái của hắn lần nữa nổ tung một cái lỗ máu sắc mặt hàn lập hơi trầm xuống trên thân lóe lên quang mang lần nữa khôi phục hình người thủ đoạn này của ngươi hoàn toàn chính xác có chút môn đạo tại hạ tự nghĩ thể phách cường đại sẽ không bị như thế có thể giải thích nghi hoặc một hai ánh mắt hàn lập trông về phía người dơm ở xa, hỏi. Có thể, chờ ngươi chết đi, ta một năm một người sẽ nói cho ngươi. Tiếp theo coi như bụng dưới, so với vừa rồi càng đau hơn chút, hàn đạo hữu cố gắng chịu đựng, ha ha. Minh Nguyên nói xong, cuồng tiếu một tiếng, ngay sau đó, nơi bụng hàn lập không có dấu hiệu. truyền đến đau đớn một hồi, một lỗ máu to cỡ cánh tay xuyên qua, máu tươi rỉ ra trong nháy mắt đã ướt quần áo của hắn. Chỉ là sắc mặt hàn lập hơi trắng lên, thân hình lão đảo lùi lại hai bước. Hắn thử giơ cánh tay trái chồng chất vết thương lên một chút, kết quả phát hiện toàn bộ cánh tay như đeo đá chỉ, nặng nề vạn phần. Hàn Đạo Hữu không cần làm bộ như vậy, chút thương thế ấy còn không đến mức làm sắc mặt ngươi trắng bệch, bộ pháp bất ổn. Bất quá không cần nóng vội, thủ đoạn phía sau còn nhiều nữa, ngươi từ từ hưởng thụ. Thanh âm Minh Nguyên vang lên, có chút mỉa mai. Đạo Hữu hiểu, hiểu lầm, bất quá điểm ấy vẫn chưa lọt vào mắt ta, chỉ hấp dẫn một chút lực chú ý thôi ngoài miệng hàn lập vừa cười vừa nói cánh tay phải trong ống tay áo phải lại vạch tả hữu một cái veo veo hai tiếng xé gió đột nhiên vang lên hai đạo kiếm quang màu vàng không phát ra tiếng vang dòng điện lặng yên không một tiếng động nổ bắn về phía đầu lâu và hậu tâm người dơm kia góc độ thập phần xảo trá tốc độ nhanh đến cực điểm chỉ thấy trước sau người dơm hai đạo nhân ảnh từ sam và đông ly hổ đột nhiên lóe lên chia ra suốt thủ ngăn trở hai thanh phi kiếm quả là thế thấy ta trọng thương như vậy vậy mà không tiếp tục tấn công ta, chính là vì bảo vệ ngươi. Xem ra chú sát chi thuật này của ngươi một khi phát động, bản thể sẽ không cách nào di động. Chỉ là ta có chút hiếu kỳ, ngươi vì sao không thi triển ngoài trận, như thế chẳng phải là vạn vô nhất thất sao. Hàn lập chậm rãi nói, thập phương vạn tiên đại trận có thể ngăn cách thiên địa, thuật này ngoài trận cũng sẽ bị ngăn cách. Nếu không như vậy, đại trận này làm sao có thể vây khốn được ngươi? Lần này Minh Nguyên trực tiếp cho đáp án, thì ra là thế, Hàn lập gật đầu nhẹ, trong mắt bỗng nhiên tăng vọt sát cơ. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm lơ lửng bốn phía ba người minh nguyên, trong nháy mắt toàn bộ lóe lên kiếm quang, đúng là đồng thời bay đến tập kích ba người. Tử Sam và Đông Ly hổ một trước một sau, bảo hộ minh nguyên ở trung tâm, một người tỏa ra một màn sáng kim hoàng, một người xuất ra một màn sáng tử viêm, hợp thành một màn sáng hình tròn to lớn, bảo hộ ba người ở trung tâm. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm không ngừng kiếm minh, hóa thành vô số đạo lôi quang kiếm ảnh răng khắp nơi, vây chặt toàn bộ màn sáng hình tròn không lọt một giọt nước, một khắc không ngừng phách chảm lên đó, chỉ là từ đầu đến cuối không cách nào phá mở. Minh Nguyên, người nói nhảm ít lại, tranh thủ thời gian giết hắn. Hai đầu lông mày đông ly hổ hơi tức giận, mở miệng trách mắng. Người ngon thì lên đi, Minh Nguyên đã hóa thành người dơm, trong lòng thầm mắng một tiếng, nghiêm túc thi pháp lại. Tiếp theo một cái chớp mắt, Hàn Lập liền cảm giác nơi ngực như bị thiêu đốt, truyền đến một trận đau nhức, lại là một cái lỗ máu vậy mà đâm xuyên tâm mạch của mình một kích này qua trên trán hàn lập dần dần có mồ hôi lạnh chảy xuống hắn phát hiện nửa người bên trái của mình vậy mà bắt đầu hơi choáng cũng không phải là loại cảm giác tê cứng do mất máu quá nhiều mang tới mà là huyết nhục gân cốt đều bị pháp chú phong ấn đến mức tất cả tiên linh lực và tinh thần chi lực đều không thể vận chuyển phảng phất thân thể của hắn đang từng chút từng chút biến thành người dơm nếu tiếp tục như thế thì không ổn hàn lập âm thầm trầm ngâm một tiếng tâm niệm hơi động một chút. 72 chuôi thanh trúc phong vân kiếm trong nháy mắt đình chỉ công kích, một lần nữa biến ảo trở thành đồng tử, bay lượn trên không một trận, trên 9 tầng trời liền có một tòa thiên môn lôi điện khí tượng uy nghiêm nổi lên. Minh Uyên, nhanh lên, hắn tựa hồ đã phát giác được không đúng. Tử Sam vội thúc giục, đừng thúc giục, lại có một châm đinh nhập đan điền, hắn cũng chỉ có thể thúc thủ chịu chói, ngồi chờ chết thôi. Trong lòng Minh Uyên chỉ có thể âm thầm kêu khổ, chớ chú pháp tắc này vốn là một trong pháp tắc phản thiên đạo, bình thường thi triển sẽ không dễ dàng, nếu không cẩn thận sẽ dễ bị thiên đạo ăn mòn hơn so với các lực lượng pháp tắc khác. Trong khi gã nói chuyện, trên thân thể hóa thành người dơm, vị trí trích xuống bụng dưới, một cây châm dài trong suốt mà mắt thường căn bản không thể nào phát giác trực chỉ vị trí đan điền, đâm vào phía trong dơm giả dạ từng tấc từng tấc một. Mà cùng lúc đó, Hàn Lập cũng phát giác được vùng đan điền bắt đầu xuất hiện một tia đau đớn không dễ dàng phát giác. Ầm ầm, đúng lúc này, kiếm linh đồng tử bố trí ra thông thiên kiếm trận trên 9 tầng trời, thiên môn bỗng nhiên rộng mở, một đạo kiếm quang lôi điện to lớn do mấy trăm kim long ngưng tụ thành chém xuống một cái, thẳng đến Minh Nguyên. Đông Ly hổ ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt bỗng nhiên biến đổi, nhìn thấy đạo kiếm quang kia chém thẳng đến chính xác ngay khe tiếp giáp chỗ màn sáng do y và và tử sam hình thành. Thế này không ngăn nổi rồi. Trong miệng y chợt quát một tiếng, đúng là trực tiếp rút lui phòng ngự màn sáng, phi thân nghênh kích lên, một bàn tay bỗng nhiên nắm một cái, trong lòng bàn tay hiển hiện mấy hư ảnh ngọn núi đập tới phía kiếm quang màu vàng kia uy năng một quyền này chính là toàn bộ lực lượng vài tòa hùng sơn đại nhạc tiếng tăm lừng lẫy điệp ra khủng bố có thể nghĩ đến ầm ầm một tiếng vang thật lớn một quyền kinh thiên kiên nện lên kiếm quang màu vàng kiếm quang màu vàng đúng là không bị cản trở được chút nào trực tiếp băng tán ra trong mắt đông ly hổ lóe lên một tia ngạc nhiên hô lớn không ổn kiếm trận vừa rồi bất quá là phô trương thanh thế cũng không chân chính muốn đối cứng với y ngay lúc cả hai sắp pha chạm liền tự hành băng tán ra, cho nên một quyền đông ly hổ kia đánh vào không trung. Tử Sam cũng đã nhận ra không đúng, vội chặn đường những kiếm quang tản mạn ra khắp nơi kia, nhưng đã quá muộn. Đã có một chuôi thanh trúc phong vân kiếm ẩn giấu trong kiếm quang, bay tới gần bên người Minh Nguyên. Mà lúc này, châm dài trong suốt kia cũng chỉ kém một tấc là sẽ đâm hoàn toàn vào vị trí đan điền người dơm. Chương 1366, nghịch chuyển, ầm ầm, trên chuôi thanh trúc phong vân kiếm bỗng lóe lên một trận điện quang chói mắt, Hàn Lập vốn đang ở bên ngoài mấy trăm ngàn dặm, trong nháy mắt lập tức xuất hiện ở nơi đây. Tay hắn nắm chặt thanh trường kiếm, không chút do dự, quét ngang ra. Suy, sau một tiếng vang nhỏ, đầu của người dơm bay lên cao, mảng lớn dòng máu màu vàng sậm bắn ra. Thân hình Hàn Lập nhanh chóng tránh khỏi, ở giữa không trung bắt được cái đầu kia. Sau đó tay hắn lóe lên điện quang, lập tức hóa thành một lồng giam điện quang màu vàng, bao phủ đầu lâu lại. Đông Ly Hổ và Tử Sa muốn trở lại ứng cứu nhưng đã không kịp. Hàn Lập cười lạnh một tiếng, nhìn đầu lâu trong tay. Hiện giờ nó đã khôi phục hình dáng ban đầu nhưng dính đầy máu đen, nhìn rất thê thảm. Phía bên kia, thi thể không đầu cũng không còn bộ dáng người dơm. Trên cánh tay trái, ngực và bụng thình lình cũng có bốn lỗ máu, vị trí y như đúc trên thân Hàn Lập. Minh Nguyên đạo hữu đúng không? Chớ chú pháp tắc này của ngươi thi triển thật không dễ, chính là lấy thương đổi thương a hèn chi có thể âm thầm làm ta bị thương, nhưng lại không chịu trực tiếp đứt đoạn tâm mạch, hoặc trực tiếp nổ tan đầu ta. Hàn lập cười nói, trong lúc nói chuyện, miệng vết thương trên người hắn dần được chữa trị, cuối cùng phục hồi hoàn toàn như cũ. Cái đầu bị hắn sách trong tay giống như con gà con kia, lúc này cười một chút cũng không nổi. Lấy thương đổi thương, sợ là đạo hữu đã quá khinh thường chớ chú pháp tắc này của ta. Nếu có thể cho ta thêm chút thời gian, thì chính là lấy thương đổi mệnh, nhưng nếu đã thua, tại hạ cũng không thể nói gì hơn. Nhìn bề ngoài Minh Nguyên có vẻ thản nhiên, nhưng trong lòng lại tràn đầy tức giận. Chỉ thiếu chút nữa thì, điều do tên đông ly hổ ngu xuẩn kia, pháp tắc này của người thật sự rất cổ quái, nếu là ngày thường còn có thể tạm thời cho người sống, để nghiên cứu thật tốt một phen. Nhưng hôm nay ta thật sự không có thời gian, chỉ có thể nhanh chóng tiến đưa ngươi một đoạn đường. Hàn lập cười lạnh một tiếng, nói, đối với chơ chú pháp tắc quỷ dị này, thật sự hắn cũng rất hiếu kỳ nhưng ở hoàn cảnh hiện giờ, còn giữ tên này dù chỉ một hơi, không chừng sẽ gây ra chuyện bất lợi với mình. Mà hắn thì không muốn như vậy. Hàn lập, ta muốn nguyền rủa ngươi. Minh Nguyên nghe lời ấy lập tức chửi ầm lên. Ta không quan tâm, Hàn lập từ tốn nói. Ngay lúc bọn người ma chủ bị đạo tổ ẩn minh và Trần Như Yên đồng thời ngăn lại, trong lồng sáng bốn màu, luân hồi điện chủ cũng không khoanh tay chịu trói. Trên người gã quang mang đỏ sậm chấp động kịch liệt, hai nắm tay đưa ra phía ngoài khẽ trống một cỗ luân hồi pháp tác chi lực trùng trùng điệp điệp bạo phát hung hăng đánh vào lồng sáng chung quanh lồng sáng bốn màu lập tức chấn động kịch liệt thân thể bọn người lý nguyên cứu cũng lắc lư mãnh liệt cổ hoặc kim thấy vậy sắc mặt không chút thay đổi một tay bấm niệm pháp quyết bàn tay lớn màu vàng óng lại vỗ xuống lần nữa trực tiếp dung nhập vào trong lồng sáng bốn màu đỉnh lồng sáng lóe lên hiện ra phù văn hình dạng trưởng ấn lồng sáng bốn màu tăng thêm một loại màu sắc uy năng lập tức tăng nhiều chỉ biến hóa một chút huy lực đã tăng hơn gấp bội. Loại thần thông cùng liên thủ để giam cầm người khác này, tên là Tam thập Tam thiên tỏa không trận, là một môn thần thông huyền bí của Thiên Đình được lưu truyền từ thời thượng cổ. Nó cần tồn tại như đạo tổ mới thi triển được, có thể dung hợp các loại lực lượng pháp tắc khác biệt với nhau, hình thành không gian giam cầm. Dung hòa lực lượng pháp tắc càng nhiều, thì uy lực của Tam thập Tam thiên tỏa không trận lại càng lớn. Trong truyền thuyết, thần thông này có thể dung hợp 33 loại pháp tắc khác nhau lại uy lực tạo ra đủ để khóa cấm toàn bộ chân tiên giới. Nhưng nếu dung hợp pháp tắc càng nhiều, thì độ khó của nó lại càng lớn. Cổ hoặc kim truyền thụ thần thông này cho một số đạo tổ trung thành với thiên đình, hầu hết các vị đạo tổ cũng là dùng bốn người liên thủ, để thi triển tam thập tam thiên tỏa không trận này. Trên lồng sáng, phù văn trưởng ấn lấp lóe không yên, từng gợn sóng màu vàng từ phía trên tản ra, dập dờn trong lồng sáng. Lần này Luân Hội y Điện Chủ hoàn toàn không thể động đậy, thậm chí quang mang màu đỏ sậm quanh người cũng đứng yên ở đó. Thân sắc của bốn người Lý Nguyên Cứu cũng không buông lỏng, tiếp tục toàn lực bấm niệm pháp quyết. Năm loại pháp tác dung hợp tạo thành tam thập tam thiên tỏa không trận, đã vượt xa năng lực khống chế của bọn họ. Tay phải cổ hoặc kim lại nắm vào trong hư không một cái, một vệt kim quang bắn ra, chui vào trong người của luân hồi điện chủ trong lồng ánh sáng, nhưng rất nhanh lại bay ra. Trong kim quang bao lấy một tấm phù lục màu bạc, bắn ra rơi vào trong tay cổ hoặc kim trên phù lục khác từng đường vân màu bạc, phức tạp dị thường, chính giữa viết chữ định cổ xưa, lực lượng không gian ba động cực kỳ yếu ớt tản ra từ đó. Xa xa ma chủ thấy cảnh này, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ. Không gian định vị phù, hèn gì thạch không ngư lại có thể đột phá cấm chế dày đặc của thiên đình, trực tiếp mở ra không gian thông đạo ở chỗ này, đưa người tới tham gia bồ đề yến, mục đích thực sự của ngươi đến đây ắt hẳn là vì điều này. Đáng tiếc ngươi đã đánh giá quá cao thực lực của mình, đơn thương độc mã đi đến thiên đình, vậy cũng đừng nghĩ sẽ toàn thân trở ra. Cổ hoặc kim ngẩng đầu nhìn về phía luân hồi điện chủ, từ tốn nói. Luân hồi điện chủ bị bốn vị đạo tổ liên thủ áp chế, không cách nào mở miệng, tự nhiên không thể nào trả lời cổ hoặc kim tra hỏi. Bốn vị đã vất vả, đem hắn đi phòng ấn, tay cổ hoặc kim bóp nát phù lục, vất tay với bốn người Lý Nguyên Cứu, nói ra. Lý Nguyên Cứu đáp ứng một tiếng, bốn người cùng nhau thi pháp, mang theo lồng sáng năm màu lui lại bay về phía sau. Phụ cận, người của thiên đình phát ra tiếng gieo hò hưng phấn luân hồi điện chủ là người thế nào có thể nói là đại địch số một của thiên đình thiên đình đuổi bắt y vô số năm tháng hôm nay rốt cuộc đã bắt được có người này trong tay luân hồi điện đã không còn gì đáng ngại nữa trước mắt ma vực và chân linh man hoang hiển nhiên là liên thủ cùng luân hồi điện chủ mà bây giờ luân hồi điện chủ bị bắt đối với sĩ khí hai tộc đúng là đả kích cực lớn ba người thương ngô chân quân đứng ở một bên nhìn thấy cảnh này đều âm thầm lắc đầu Tuy nói là vì mang không gian định vị phù đưa đến giao trì, nhưng cũng không nên một mình đến đây, cổ hoặc kim nào có phải là người dễ đối phó. Nghe nói luân hồi điện chủ kia cực kỳ lợi hại, thì ra chỉ là lời đồn nói quá, đến cùng cũng chỉ có vậy. Thương ngô chân quân thầm nghĩ trong lòng, ánh mắt nhẹ nhàng chấp động. Bây giờ luân hồi điện chủ đã bị bắt, xem ra lần đại chiến này phần thắng của thiên đình rất lớn, lúc này có lẽ nên lựa chọn để gia nhập. Ánh mắt hai người kia cũng chấp động không thôi, tựa hồ đang cân nhắc chuyện này có thể đến giao trì tham gia bồ đệ yến, đều là kẻ đã sống không biết bao nhiêu vạn năm. Trong giao trì không ít người đều nghĩ đến chuyện giống như thương ngô chân quân đang nghĩ, ánh mắt nhìn về phía đám người thiên đình càng ngày càng nhiều. Cổ hoặc kim nhạy bén phát giác được biến hóa trong lòng của mọi người bên trong giao trì, im mỉm cười, quay đầu nhìn về phía bọn người ma chủ, đang muốn mở miệng nói cái gì đó. Đột nhiên dị biến phát sinh, ầm ầm hai tiếng thanh thúy đột ngột vang lên, ngay sau đó là hai tiếng kêu thê lương thảm thiết truyền đến nó mãnh liệt như con sóng lớn từ phía sau đập tới, làm thân hình cổ hoặc kim cũng lảo đảo một chút. Y lập tức ổn định thân hình, xoay người lại, nhưng trong nháy mắt con người bóng co rút lại. Chỉ thấy một cự chảo đen nhánh to bằng gian phòng đột nhiên xuất hiện trước người Y, năm móng tay thật dài giống như liêm đao chớp động lên quang mang đen nhánh, tựa hồ có thể xuyên thủng hết thảy, hung hăng đâm xuống phía đầu cổ hoặc kim. Trên cự chảo quấn quanh hắc khí, tỏa ra khí thức tà ác không gì sánh được, Tựa hồ là oán niệm ngàn vạn năm được chôn giấu tại chỗ sâu trong vô tận địa ngục. Rốt cuộc nó được đi vào dương gian, muốn giết hết tất cả mọi người trong thiên hạ, kéo hết mọi thứ vào trong lòng đất. Phía sau cửa trảo, luân hồi điện chủ đáng lẽ bị giam cầm, nhưng không biết như thế nào đã thoát khốn ra được. Sau lưng gã, thân thể của Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùn kia bị chém thành hai đoạn, ngã xuống trong vũng máu, mặc dù chưa vẫn lạc, nhưng tạm thời mất đi năng lực hành động mà thân ảnh hai người lý nguyên cứu và xích dung lại không thấy bóng dáng cổ hoặc kim nhăn mày lại tay áo vung lên bộ trường bào trên người y hiển nhiên cũng là tiên khí tay áo lớn lên theo gió trong nháy mắt hóa thành một tầng màn sáng màu vàng ngăn trước người lại xoẹt thanh âm quái dị truyền đến màn sáng màu vàng rung động kịch liệt nhưng cự chảo đen nhánh đâm vào màn sáng được gần nửa rốt cuộc vẫn phải ngừng lại vào lúc này hư không phía sau cổ hoặc kim lóe lên một vòng tròn lửa màu đỏ giống như mặt trời từ đó bắn ra đâm vào sau lưng cổ hoặc kim. Trên vòng tròn lửa cháy lên ngọn lửa đỏ rực, bên trong có thể nhìn thấy vô số phù văn tạo thành trận văn. Một cỗ nhiệt độ cao khủng bố, làm người ta khó có thể tưởng tượng từ mặt trời màu đỏ phóng thích ra, hư không xung quanh dễ dàng bị hòa tan biến mất. Hàng ngàn đạo hồng quang nở rộ, làm mọi thứ chung đều nhuộm thành màu hồng. Âm một tiếng, nháy mắt trong và ngoài giao chỉ đều giấy lên lửa lớn hừng hực, nơi đây đã hoàn toàn biến thành một vùng biển lửa. Đằng sau vòng tròn lửa màu đỏ, thân ảnh xích dung hiện ra. Cùng lúc đó, xung quanh cổ hoặc kim vang lên một tiếng suy suy, vô số tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, mỗi một đạo tia sáng đều ẩn chứa ba động kim chi pháp tắc cực kỳ dọa người. Trong nháy mắt biển lửa ở xung quanh bị cắt vỡ nát, hư không tràn ngập nhiệt độ cao cũng giống như vậy, đều bị cắt ra. Trong nháy mắt giao chỉ cực nóng làm người ta khó mà chịu được đã biến mất hơn phân nửa. Ngàn vạn tia sáng màu vàng mãnh liệt bắn xuống, đâm về phía cổ hoặc kim. Trong vô số kim quang, Thân ảnh Lý Nguyên Cứu cũng xuất hiện. Sắc mặt cổ hoặc kim trầm xuống, nhưng không chờ y làm ra bất kỳ điều gì, thì vòng tròn lửa màu đỏ và vô số kim quang đã đồng thời đánh vào trên người, bao phủ cả người vào trong. Chí Tôn, Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùn nằm trên đất lớn tiếng kinh hô. Mấy vị đạo tổ vốn đang ngăn trước ma vực và chân linh man hoang đều kinh hãi, mọi chuyện phát sinh quá nhanh, bọn họ căn bản không kịp làm ra bất kỳ phản ứng nào. Chuyện gì xảy ra? Lý Nguyên Cứu và Xích Dung Sao lại cấu kết với Luân Hồi Điện. Ba người thương Ngô Trần Quân cũng bị biến cố liên tiếp này làm cho kinh hãi ngẩn người, thật sự không dám tin vào con mắt của mình. Ánh lửa ngập trời và kim mang che mất thân thể cổ hoặc kim. Nhưng không như dự liệu, tiếng nổ vang rung trời lại không xuất hiện, Trùng sáng màu đỏ, hay tia sáng màu vàng trong nháy mắt đột nhiên đứng yên tại nơi đó. Không khí chung quanh quay cuồng, quang mang chấp động, hay hỏa diễm dữ dội, tất cả đều dừng lại hết thảy mọi thứ đều lộ ra vẻ cực kỳ quỷ dị. Luân hồi điện chủ nhìn một màn này, sắc mặt thay đổi, thân hình vội vàng lui lại. Lý Nguyên Cứu và Xích Dung cũng giống như vậy, phi thân bắn ngược ra sau, tựa hồ đang tránh né cái gì. Một khắc sau, giữa không trung đột nhiên nổi lên một tầng lam quang, một cỗ ba động hàn băng pháp tắc thật lớn từ trên trời giáng xuống. Nhiệt độ cực nóng trong ngoài giao trì trong nháy mắt lập tức biến mất, thay vào đó là nhiệt độ lạnh giá làm người ta run lên. Ba người luân hồi điện chủ bị cỗ hàn băng pháp tắc này bao lại, thân hình lập tức trì trệ. Giữa không trung có bóng người mơ hồ, thân ảnh nam tử mặc áo trắng từng liên thủ với Trần Như Yên ngăn cản chân linh man hoang bỗng xuất hiện giữa không trung, sau đó tay áo vung lên. Trên trời chợt lóe lam quang, vô số băng chùy màu lam đột nhiên ngưng tụ. Dưới sự chấn động, nó giống như một mũi tên được bắn đi, phát ra tiếng rít dọa người, đánh về phía ba người. Mỗi một cây băng chùy đều tản mát ra ba động hàn khí cường đại, trong không gian nổi lên từng tảng băng, trực tiếp bị đông cứng. Vèo vèo vèo, mấy trăm đạo quang mang ẩn chứa ba động pháp tắc cường đại theo sát băng chùy đầy trời, phô thiên cái địa phóng tới, đánh về phía ba người luân hồi điện chủ. Chính là gần trăm vị đại la thiên đình phụ cận nắm lấy cơ hội ra tay. Gần trăm vị đại la liên thủ, uy thế cực kỳ kinh người. Luân hồi điện chủ hừ nhẹ một tiếng, không dây dưa với những người này, thân ảnh nhoáng một cái rồi biến mất trong hư không, sau một khắc đã xuất hiện ở trên không của đại quân ma vực. Lý Nguyên Cứu và Xích Dung thấy Luân Hồi Điện Chủ rời đi, cũng không tiếp tục ở lại chỗ này, cùng nhau bay về phía Luân Hồi Điện Chủ. chương 1367, giữ mưu kinh thiên. Phản đồ, chạy đâu, trong mắt nam tử tuyết y lóe lên một tia hận ý, đang muốn đuổi theo. Những đại la thiên đình kia thấy cảnh này, cũng tính đuổi theo. Mà giờ phút này, mặt mũi Bạch Vân Đạo Tổ và Lão Giả Lùn cũng tràn đầy hận ý, bấm niệm pháp quyết chữa trị thương thế thân thể, cũng dự định đuổi sát theo phía sau tất cả đứng lại cho ta. Thanh âm cổ hoặc kim từ chỗ sâu trong hỏa đoàn màu đỏ và tia sáng màu vàng truyền ra. Bọn người nam tử tuyết hy nghe vậy, lập tức đứng lại ở nơi đó. Một mảnh xương mù màu vàng từ chỗ sâu trong hỏa đoàn màu đỏ quét ra, khuếch tán ra chung quanh, vô số phù văn màu vàng giống như nòng nọc nhảy lên trong đó. Quỷ trào màu đen, hỏa đoàn màu đỏ, còn có tia sáng màu vàng và xương mù màu vàng đụng một cái, thình lình đều nhanh chóng mục nát, sau đó biến thành bụi bay, chỉ còn một mảnh xương mù màu vàng quay cuồng. Những người phụ cận như tị xa hạt, tránh xa những sương mù màu vàng kia ra, e sợ bị nhiễm chúng. xương mù màu vàng phiêu đáng chợt thu liếm lại, rất nhanh biến mất, thân ảnh cổ hoặc kim nổi lên, quần áo trên người mới tinh như cũ, không bị phá toái nửa phần. Chí tôn, ngài không sao chứ, bạch vân đạo tổ và lão giả lùn nguyến cưỡng ghép lại thân thể, bay tới. Chỉ chút tài mọn, sao làm thụ thương được ta, cổ hoặc kim từ tốn nói. Bạch Vân Đạo Tổ nghe vậy, trong mắt lóe lên vẻ kích động. Thực lực ba người luân hồi điện chủ, Lý Nguyên Cứu, xích xung cỡ nào, bất kỳ một người nào trong ba người đều có thể đứng vào hàng ngũ 10 người đứng đầu đương thời. Ba người liên thủ một kích, vậy mà quần áo cổ hoặc kim không bị tổn hại mảy may. Cổ hoặc kim bấm niệm pháp quyết điểm một cái, hai đạo kim quang từ đầu ngón tay gã bắn ra, chia ra chui vào thể nội Bạch Vân Đạo Tổ và Lão Giả Lùn. Thân thể cả hai lập tức bao phủ một tầng kim quang, chỗ nứt mơ hồ vặn vẹo một trận, thình lình khôi phục nguyên dạng. Không chỉ thân thể khôi phục lại, khí tức hai người Bạch Vân đạo tổ cũng khôi phục như lúc ban đầu, vừa rồi tựa hồ không trải qua một trận đại chiến, cũng không bị thương tổn. Thần thông thời gian quay lại, xa xa Luân Hồi Điện chủ nhìn thấy cảnh này, nhíu mày một chút. Đa Tạ Chí Tôn, Bạch Vân đạo tổ và lão giả lùn cử động thân thể một chút, trên mặt vui mừng, hành lễ cảm ơn Cổ Hoặc Kim. Cổ Hoặc Kim khoát tay áo, ánh mắt không nhìn hai người mà nhìn về phía Lý Nguyên Cứu và Sích Dung. Lý Nguyên Cứu, Sích Dung, Thiên Đình luôn đối xử với các người không tệ, để cho các người đứng hàng thất quân, càng nhận lời giúp các người thoát khỏi trói buộc thiên đạo, vì sao các người phản bội trí tôn, đầu nhập luân hồi điện. Bạch Vân Đạo Tổ cũng nhìn về phía hai người Lý Nguyên Cứu, chất vấn. Những người khác trong giao trì cũng nhìn về phía Lý Nguyên Cứu và Sích Dung, mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Mà ba người thương mô chân quân nghe lời này, thân thể đều hơi chấn động một chút, trong mắt lóe lên một tia chấn kinh. Trước đó Luân Hồi Điện chủ và Cổ Hoặc Kim đối thoại, trong đó có nói đến việc vượt qua Thiên Đạo, bọn họ vốn cho là Cổ Hoặc Kim vì phản bác Luân Hồi Điện chủ, thuận miệng nói ra mà thôi. Giờ phút này nghe Bạch Vân Đạo Tổ nói lời này, Cổ Hoặc Kim thật đang làm chuyện này, mà tựa hồ đã có manh mối. Bọn họ thân là đạo tổ, chuyện quan tâm nhất chính là chống lại Thiên Đạo ăn mòn, nếu thật sự có biện pháp có thể siêu việt hơn Thiên Đạo, không bị nó ăn mòn, bọn họ bất luận thế nào cũng muốn biết xem ra bạch vân đạo hữu không phát xác à vậy ngươi nên chú ý chớ bị cổ hoặc kim bán đứng kiếm tiền lý nguyên cứu cười nhạt một tiếng lớn mật ngươi dám nói xấu trí tôn bạch vân đạo tổ khẽ giật mình sau đó cả giận nói có nói xấu hay không ngươi rất nhanh sẽ biết lý nguyên cứu khẽ cười một tiếng thối lui đến sau lưng luân hồi điện chủ xích dung cũng lui xuống để luân hồi điện chủ đứng ở phía trước nhất chư vị đạo hữu các đại tiên vực chân tiên giới tại hạ lần này tới bồ đề yến cũng không phải để quấy rối mà là đến nói cho chư vị một chuyện. Luân hồi điện chủ mở miệng nói, thanh âm truyền xa xa ra ngoài. Lông mày cổ hoặc kim cao lại, nhưng rất nhanh lại giãn ra. Việc này cổ hoặc kim mưu đồ đã lâu, lâu đến mức lúc ấy có ít người trong đây còn chưa bước vào con đường tu tiên. Cổ hoặc kim tính toán to lớn, phản bội luân thường, chính là cự gian đệ nhất đương thời, tội lỗi đáng chém. Luân hồi điện chủ chỉ cổ hoặc kim, chừng mắt quát. Làm càn, tặc từ này, vậy mà dám nói lời ác ngôn như vậy, cự gian đệ nhất đương thời là ngươi mới đúng. Người thiên đình nghe vậy giận tím mặt, các hạ hôm nay đến đây để tranh miệng lưỡi sao, ngươi nói ta là cự gian đương thời, có bằng chứng gì không? Cổ hoặc kim không tranh cãi, mỉm cười nói, việc này nói rất dài dòng, nếu muốn nói về đầu nguồn, cần ngược dòng tìm hiểu cực kỳ cổ xưa. Chắn hẳn các vị đạo hiếu ở đây đều biết, một môn pháp tắc tu luyện viên mãn, tinh tiến đến đạo tổ cảnh, mặc dù có thể điều tạm thiên đạo pháp tắc, nắm giữ sức mạnh mạnh mẽ, nhưng cũng đứng trước nguy hiểm bị thiên đạo thôn phệ. Việc này chính là tâm bệnh của tất cả đạo tổ. Đạo tổ các đại pháp tác đều đang khổ cực tìm kiếm phương pháp giải thoát. Luân hồi điện chủ nhìn chằm chằm cổ hoặc kim, sau đó chậm rãi nói. Có người ý đồ tu luyện bí thuật tâm trí kiên định, đối kháng thiên đạo, có người thử luyện chế tiên khí đặc thù, ngăn cản thiên đạo ăn mòn, cũng có người bắt trước địa tiên, tiếp dẫn tín niệm chi lực nhập thể. Đáng tiếc, những thủ đoạn này có hiệu quả quá mức bé nhỏ. Bất quá đến đời trí tôn thiên đình thứ 19, cũng chính là thời kỳ trí tôn đời trước thống trị, tình huống có biến hóa. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói, cổ hoặc kim nghe đến đó, trong mắt lóe lên một tia quang mang kỳ lạ. Trí tôn thiên đình đời thứ 19 chính là một vị kỳ tài ngút trời, lấy trận pháp nhập đạo, không chỉ tu luyện thời gian pháp tắc tới đạo tổ cảnh, càng sáng chế trận pháp, tương dung thuộc tính pháp tắc khác nhau làm một thể tuyệt thế thần thông, uy chấn các giới. Mặt luân hồi điện chủ lộ vẻ khâm phục, Đám người phụ cận lộ vẻ kinh ngạc, nhưng sợ uy thế cổ hoặc kim, không dám biểu hiện ra ngoài, bí mật truyền âm nghị luận không thôi. Dung hợp pháp tắc có tính khác nhau có độ khó cực lớn, chỉ có thể là hai tu sĩ không ngừng rèn luyện, vất vả tu luyện mới có thể đạt tới. Lại có người sáng chế ra thần thông lấy trận pháp dung hợp pháp tắc, đúng là không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một nhân vật lợi hại như vậy, còn có loại tuyệt thế thần thông này, theo lý thuyết hẳn là đã sớm danh truyền thiên hạ mới đúng, làm sao bọn họ chưa từng nghe nói qua vị trí tôn này họ cổ, tên đạo thần, mặc dù thời gian đã cổ xưa, ngoại nhân có lẽ không biết, nhưng cổ hoặc kim, còn có các vị đạo hữu thiên đình hẳn là biết cái tên này. Luân hồi điện chủ nhìn về phía bọn người bạch vân đạo tổ, cười nhạt nói. Cổ đạo thần, trong lòng mọi người trong giao chỉ lần nữa khẽ động, cổ đạo thần và cổ hoặc kim đều họ cổ, giữa cả hai hẳn là có quan hệ gì. Chuyện quá khứ nói đến làm gì, các hạ mang người ma vực và man hoang giới vực tới đây, lại xúi dục lý nguyên cứu và xích dung làm phản, chính là muốn khai chiến với thiên đình ta. Nếu như vậy thì đánh đi, làm gì lắm mồm nói nhăng nói cuội. Bạch Vân Đạo Tổ nhìn cổ hoặc kim một chút, đột nhiên mở miệng, lạnh giọng cắt ngang câu chuyện Luân Hồi Điện Chủ. Bất quá tuy y nói như vậy, lại tương đương chấp nhận lời nói của Luân Hồi Điện Chủ, khiến cho thần sắc mọi người tại đây đều khác nhau. Nếu chuyện quá khứ là chân thực, nói một chút có gì ngại, hẳn là các ngươi trột dạ. Luân Hồi Điện Chủ tựa tiếu phi tiếu nói, những người khác trong giao chỉ nghe lời này, truyền âm nghị luận, thỉnh thoảng vụng trộm nhìn lại bọn người cổ hoặc kim, trong lòng âm thầm tính toán, hẳn là luân hồi điện chủ nói đều là thật. Cổ hoặc kim, còn có thiên đình, hẳn là trong bóng tối lập mưu gì đó mà bọn họ không biết. Một ít người dự định theo phe thiên đình bên kia, lặng yên dần xuống tâm tư. Lông mày bọn người bạch vân đạo tổ đều nhíu chặt lại. Kỳ thật bọn họ biết về cổ đạo thần cũng không nhiều, chỉ biết là trí tôn đời trước, còn có lúc truyền thừa vị trí trí tôn, giữa cổ hoặc kim và cổ đạo thần đã phát sinh chuyện gì đó. Cụ thể là chuyện gì, bọn họ cũng không rõ, bất quá giờ phút này luân hồi đạo tổ nhắc lại, hiển nhiên là chuyện không có lợi đối với bọn họ. Ánh mắt cổ hoặc kim yên tĩnh, tựa hồ thờ ơ với hết thảy chung quanh, càng không có ý ngăn cản luân hồi điện chủ nói. Chí tôn, mặc dù không biết người này muốn nói gì, bất quá thuộc hạ cảm thấy không thể để cho hắn tiếp tục yêu ngôn dụ hoặc mọi người, chúng ta bây giờ liền động thủ đi. Nhân số đối phương tuy nhiều, bất quá lấy thần thông của ngài, ta cảm thấy tối thiểu có 7 phần thắng còn những người các đại tiên vực kia dù không giúp chúng ta bọn hắn cũng không dám đầu nhập vào luân hồi điện trong lòng lão giả lùn lo lắng truyền âm nói không sao cứ để hắn nói các hạ còn biết sự tình gì cứ việc nói ra đi cổ hoặc kim nhìn luân hồi điện chủ mở miệng nói cũng không có truyền âm bọn người bạch vân đạo tổ lão giả lùn mặc dù trong lòng khẩn trương nhưng cổ hoặc kim ở trước mặt mọi người đã nói như thế bọn họ cũng không có biện pháp tốt không hổ là trí tôn thiên đình mặc dù đại gian, khí khái cũng không thiếu. Trong mắt luân hồi điện chủ lóe lên một tia kinh ngạc, cười to nói. Cổ đạo thần sau này càng phát hiện nhiều loại pháp tắc đồng thời sử dụng, có thể ngăn cản thiên đạo, thế là dung hợp 9 loại pháp tắc, sáng chế thần thông, đạo thần ấn. Thần thông này có thể trì hoãn thiên đạo ăn mòn, chư vị đạo tổ phục dụng bồ đề đạo quả, sở dĩ có hiệu quả trì hoãn thiên đạo ăn mòn, kỳ thật chính là vì bên trong ẩn chứa đạo thần ấn chi lực kia. Luân hồi điện chủ lấy ra bồ đề đạo quả của mình, tiếp tục nói. Nghe đến đó, lúc này mọi người tại đây mới chợt hiểu. Nguyên lai bồ đề đạo quả có thể trì hoãn thiên đạo ăn mòn, lại là nguyên nhân này. Bọn người thương ngô chân quân ngây người ở một bên, giống như nghe hết thảy thiên thư. Thương ngô chân quân lúc này nhìn về phía thân ảnh luân hồi điện chủ, tâm tình phức tạp. Lão vừa rồi còn âm thầm chào phúng luân hồi điện chủ làm việc lỗ máng, không gì hơn cái này, nhưng chưa từng nghĩ người ta kỳ thật đã sớm bố trí thủ đoạn, nắm giữ tin tức mà chính mình chưa bao giờ nghe nếu so sánh chính mình chỉ là ếch ngồi đáy giếng mà thôi hôm nay tuy lão có lòng muốn báo thù giờ phút này cũng không biết vì sao sinh ra một loại cảm giác chán nản ngay cả đạo thần ấn cũng biết xem ra người biết rất nhiều chuẩn bị cũng rất đầy đủ cổ hoặc kim nhìn về phía luân hồi điện chủ bình tĩnh nói đối với cổ đạo thần đạo thần ấn bất quá là thần thông nho nhỏ không đáng quan tâm tâm huyết cả đời hắn chính là tam thiên đạo thần đại trận cổ hoặc kim đạo hữu không phải không biết chứ dù sao người trợ hắn hoàn thành đại trận này, người chính là bản ngã thi của hắn." Luân Hồi Điện chủ hừ nhẹ một tiếng nói. "Cái gì?" Luân Hồi Điện chủ vừa nói ra lời này, mọi người tại đây lập tức xôn xao, khó tin nhìn về phía Cổ Hoặc Kim. Mấy người Bạch Vân Đạo Tổ đều giống vậy, ánh mắt đều rơi vào trên người Cổ Hoặc Kim. Chương 1368: Chất vấn. Cổ Hoặc Kim nghe lời này, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, không nói gì. Nhìn thấy Cổ Hoặc Kim không phản bác, mọi người tại đây lại rối loạn tưng bừng. Luân hồi điện chủ, người vừa mới nói tam thiên đạo thần đại trận là loại trận pháp nào. Một thanh âm vang lên, lại là lão giả áo đỏ chân sĩ si âm bên cạnh thương ngô chân quân kia. Những người khác nghe thấy thế, ánh mắt đồng loạt nhìn về phía chân sĩ si âm. Thiên đình mặc dù không được ưa thích, rất nhiều người bằng mặt không bằng lòng với thiên đình, nhưng cổ hoặc kim tỏa trấn ở nơi đó, nhiều năm xây dựng ảnh hưởng, ai cũng không dám có chỗ mạo phạm vậy mà chân sĩ âm trước mắt dám công nhiên nói chuyện với luân hồi điện chủ. Trong mắt thương ngô chân quân và đạo tổ họ phong cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Đó là một loại đại trận có thể hủy thiên diệt địa, nhưng cũng có thể khai thiên tích địa. Luân hồi điện chủ nhìn chân sĩ âm một chút, chậm rãi nói. Hủy thiên diệt địa, khai thiên tích địa, luân hồi điện chủ có thể nói rõ một chút hay không? Chân sĩ âm nhăn lông mày hoa dâm lại, hiển nhiên không hiểu rõ cho lắm lời nói của luân hồi điện chủ. Nếu ta đoán không lầm, Tam thiên đạo thần đại trận là đại trận nghịch thiên có thể đồng thời vận chuyển ba ngàn pháp tắc thế gian. Trận này có thể tái diễn địa hỏa thủy phong, hủy diệt hết thảy thế giới, làm thế gian này quay về hỗn độn. Người thi pháp mượn nhờ đại trận chi lực đột phá thiên đạo trói buộc, khống chế hỗn độn pháp tắc trong truyền thuyết là đầu nguồn hết thảy pháp tắc, tiến giai đến tồn tại vượt qua thiên đạo, khai thiên tích địa, lại lần nữa diễn hóa vạn vật, có khả năng trở thành cộng chủ thế giới mới. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói, lúc này trong giao trì hoàn toàn yên tĩnh, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, tất cả mọi người lặng lặng nghe luân hồi điện chủ kể rõ, lúc đầu sắc mặt khác nhau, sau chuyển thành mặt mũi tràn đầy vẻ chấn kinh. Cái này cũng khó trách, luân hồi điện chủ nói quá mức khó tin, vượt qua con người tưởng tượng, thực sự làm cho người ta không thể không sợ hãi. Các đạo tổ thiên đình như Bạch Vân đạo tổ cũng đều kinh ngạc không thôi, nhưng bọn họ chính là đạo tổ, tâm trí kiên định hơn xa so với những người khác, rất nhanh đã khôi phục lại. Thần sắc cổ họ kim vẫn như cũ bình tĩnh không gì sánh được, không có một tia gợn sóng. Sắc mặt Trần Sĩ si âm biến đổi, một hồi lâu mới bình tĩnh trở lại. Bất quá lập tức thân thể của lão đột nhiên chấn động, tựa hồ nhớ ra cái gì đó, bỗng nhiên nhìn về phía cổ hoặc kim hỏi, Chí Tôn, trong lời nói của ngài vừa rồi cùng Luân Hồi Điện Chủ đề cập đến chuyện muốn đột phá thiên đạo, chẳng lẽ là dùng tam thiên đạo thần đại trận này? Dẹt một tiếng, rất nhiều người cùng quay đầu nhìn về phía cổ hoặc kim. Đại đa số những người này là tu sĩ các đại tiên vực, đến đây tham gia bồ đề yến muốn đột phá thiên đạo thế gian chỉ có một phương pháp như thế cổ đạo hữu ta vừa mới nói có đúng không không đợi cổ hoặc kim mở miệng luân hồi điện chủ đã mở miệng nói trước ngươi nói là thật cổ hoặc kim không mở miệng ánh mắt chân sĩ si âm gắt gao nhìn chằm chằm luân hồi điện chủ lại hỏi muốn thôi động tam thiên đạo thần đại trận cần thỏa mãn hai điều kiện thứ nhất là cần cung cấp nguyên khí cực kỳ to lớn nên thiên đình những năm qua điên cuồng vơ vét linh tài các đại tiên vực mục đích chính là vì chuyện đó Luân hồi điện chủ nói tiếp, vậy điều kiện thứ hai là gì? Trần Sĩ Âm tiếp tục hỏi, tự nhiên là vơ vét ba ngàn đại đạo thế gian, việc này thiên đình cũng bí mật làm, tiên ngục bắt được tù phạm, cuối cùng sẽ như thế nào, tin tưởng mọi người đều biết. Ngoài ra, thiên đình cũng chưa từng đình chỉ thu thập bảo vật ẩn chứa lực lượng pháp tác đặc thù, mục đích vì sao cũng không cần ta nhiều lời nữa. Luân hồi điện chủ tiếp tục nói, thân sắc đám người trong giao trì liên tục biến đổi, cuối cùng từ từ trở nên bình tĩnh tựa hồ tin tưởng lời nói luân hồi điện chủ trong ánh mắt nhìn về phía đám người thiên đình mang theo một tia phức tạp nói bậy nói bạ cái gì tam thiên đạo thần đại trận hủy thiên diệt địa chứ đơn thuần giả dối không thật thiên đình rút ra lực lượng pháp tắc những tù phạm tiên ngục kia một mặt là trừng phạt bọn hắn mặt khác là lợi dụng những lực lượng pháp tắc kia luyện chế một ít tiên khí thôi mà thiên đình thu thập vật liệu ẩn chứa lực lượng pháp tắc đặc thù cũng là vì luyện chế một ít bảo vật đặc thù để chống lại luân hồi điện các vị đạo hiếu đây là luân hồi điện chủ âm mưu phân hóa chúng ta, không nên để hắn ly gián. Bạch Vân Đạo Tổ nhìn thấy tình huống không ổn, vội vàng quát. Đúng vậy, luân hồi điện ngày thường lúc nào cũng trong bóng tối cản trở, quấy loạn các nơi, lần này lại dùng yêu môn dụ hoặc dân chúng. Mấy người lão giả lùn cũng vội vàng kêu lên đáp lời. Bạch Vân Đạo Hiếu, ta cũng đã sớm hoài nghi thiên đình các ngươi vì sao muốn rút ra lực lượng pháp tác trong cơ thể những tù phạm kia, đã từng âm thầm điều tra qua. Theo ta được biết, những pháp tắc rút ra kia cũng không vận chuyển đến bách luyện phong luyện chế tiên khí cho thiên đình, mà là đưa qua địa phương khác. Trần Sĩ Âm mở miệng nói, Bạch Vân Đạo Tổ bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, trong mắt hiện lên một tia lãnh ý. Bạch Vân Đạo Hiếu, việc đã đến nước này, xin thứ cho ta khó mà tin tưởng thiên đình, Trần Mỗ vô ý tham dự hút mắc thị phi các ngươi, các ngươi cứ tự nhiên. Trần Sĩ Âm chắp tay với đám người thiên đình, bay ra phía bên ngoài giao trì. Luân hồi điện chủ nhìn ma chủ một chút, ma chủ vung tay lên. Đại quân ma vực thối lui hai bên, lộ ra một đầu thông đạo, để chân sĩ âm bình yên bay ra ngoài. Chân sĩ âm cũng không rời đi thật, mà tìm một chỗ an toàn phụ cận dừng lại. Có chân sĩ âm mở đầu, những người khác tới tham gia bồ để yến hai mặt nhìn nhau, rất nhanh có người bay ra, theo sát chân sĩ âm đi ra bên ngoài. Thương ngô trần quân và đạo tổ họ phong lướt nhau, cũng bay đi. Trong nháy mắt, tu sĩ các phái trong giao chỉ rời đi hơn phân nửa. Những người còn lại rất ít, vậy mà không đến một phần ba các ngươi bạch vân đạo tổ thấy cảnh này vừa sợ vừa giận nhưng nhìn cổ hoặc kim vẫn như cũ một mặt điềm nhiên nhìn không thấu nhưng cũng không dám cưỡng ép ngăn cản những người khác rời đi đôi mắt đẹp trần như yên lóe lên nhưng không rời đi ẩn minh đạo tổ cũng không rời đi thân hình không nhúc nhích như cũng ngăn trước đại quân ma vực số lượng tu sĩ trong giao chỉ vốn cũng không nhiều hiện tại người đi hơn phân nửa so sánh với liên quân ma vực và man hoang giới vực chung quanh tranh lệch càng cách xa ha ha điện chủ bội phục chỉ vài câu đơn giản đã phân hóa hơn phân nửa chiến lược đối phương ra ngoài ma chủ mỉm cười truyền âm nói với luân hồi điện chủ ma chủ quá khen đều là do cổ hoặc kim làm điều ngang ngược không hiểu đạo lý thì không được ủng hộ nếu không ta dù nói thế nào cũng không được luân hồi điện chủ truyền âm trả lời điện chủ vất vả chuyện kế tiếp cứ giao cho chúng ta đi ma chủ truyền âm nói sau đó vung tay về phía trước một cái ầm ầm Đại quân ma vực lập tức tiến lên, phát ra tiếng bước chân chỉnh tề, rung động thiên địa. Đại quân man hoang giới vực cũng đồng dạng tiến về phía trước, thu nhỏ vòng vây. Nương theo tiếng bước chân to lớn chỉnh tề, vô cùng vô tận áp lực trong đại quân tuôn ra, ép tới đám người thiên đình trong giao trì. Theo lòng bàn tay hàn lập dâng trào lôi quang, âm thanh âm đại tác, từng sợi khói xanh lập tức từ trong đầu lâu và thất khiếu minh nguyên xông ra. Mặc kệ minh nguyên cuối cùng nguyền rủa, hay là tức giận chửi mắng, hay dùng tiên tri thuật pháp, hàn lập cũng không hứng thú nghe tiếp sau một lát khi tức trên thân minh nguyên triệt để trở nên yên lặng từ sam và đông ly hổ nhìn nhau một chút thần sắc trên mặt càng trở nên ngưng trọng hàn lập nâng đầu lâu đã bị đô thiên thần lôi phách địa trong ngoài trái kia vẫn có chút không yên lòng trong lòng bàn tay hiện lên một đạo ngân quang một ngân diễm tiểu nhân hiện ra chui vào trong đầu lâu trả lại người toàn thây đấy hàn lập tiện tay ném đầu lâu minh nguyên trở về trên thân bộ toàn thi này chỉ nghe vù một thanh âm vang lên trên bộ thi thể kia cũng lập tức bốc cháy lên lừng ngực ngân diễm tiếp đó đến phiên các ngươi hàn lập nhìn về phía đông ly hổ và tử sam chậm rãi nói không còn cách nào khác chỉ có thể cường công một hồi nếu vẫn không địch lại ngươi không cần chú ý đến ta đốt hết thải toàn bộ trong thập phương vạn tiên trận này là được đông ly hổ thở dài một tiếng nói tử sam nghe vậy trầm mặc một lát vẫn gật đầu trong đôi mắt đông ly hổ lóe lên tinh quang hai tay huy động một trận trong hư không trên thân lập tức nhột nhạo lên trận trận gợn sóng ba động pháp tắc mãnh liệt, trong hư không phía sau, từng tòa hư ảnh đại sơn nguy nga trống rỗng nổi lên. Hàn lập, có dám đón đỡ băng sơn nhất quyền này của ta không? Đông ly hổ cao giọng quát to, có gì không dám, hàn lập cười to, tiện tay bỏ qua thanh trúc phong vân kiếm trong tay, mặc kệ chúng hóa thành kiếm linh đồng tử bay qua một bên. Sau một khắc, thân hình hắn lướt cực nhanh ra, một tầng linh vực màu vàng trong nháy mắt trải rộng ra, bao phủ đông ly hổ đang tiến đến chỉ thấy quanh thân hàn lập lấp lóe kim quang vô số gợn sóng màu vàng dập dờn trong toàn bộ linh vực nguyên bản đông ly hổ hăm hở tiến lên không ngừng lập tức cảm thấy như hãm vũng lầy mỗi bước tiến lên đều bị cản trở cực lớn thập phần gian nan nhưng trong miệng gã vẫn không ngừng quát lớn nắm chặt một quyền đánh tới phía hàn lập theo cánh tay kia vào tới trước từng tòa hư ảnh sơn phong sau người gã bắt đầu tiêu tán hóa thành từng đạo lưu quang bay vào trong cánh tay của gã lại xông vào nắm đấm của gã, khiến cho nắm đấm trong nháy mắt tỏa ra kim quang lóa mắt. Mà cùng lúc đó, trong mấy nơi tiên vực ở toàn bộ chân tiên giới, có từng tòa cao phong vạn trượng linh khí khô kiệt, chân núi đoạn tuyệt, không chút dấu hiệu nào sụp đổ. Uy lực một quyền này, có thể đè ép Bách Sơn. Hàn Lập nhìn một màn này, trong mắt không sợ mà còn lấy làm mừng, trong lòng cũng tuôn ra một cỗ hào hứng. Tới đi, trong miệng hắn chợt quát một tiếng, các loại cổ tượng sau lưng như chân ngôn bảo luân nhao nhao dũng mãnh tỏa ra một đạo quang mang bay vào trong cơ thể của hắn khiến cho trên đầu quyền ngưng tụ ra một cỗ ngũ hành diệt tuyệt chi lực ánh mắt hàn lập lạnh thấu xương đấm ra một quyền ầm ầm một tiếng nổ đùng năm cỗ thời gian pháp tắc chi lực cường đại vô cùng ngưng tụ một chỗ hóa thành một nắm đấm màu vàng to lớn vô cùng va chạm cùng sơn nhạc cử quyền của đông ly hồ hai cỗ đều là sức mạnh vô địch thế gian hiếm thấy mạnh mẽ va chạm vào nhau trong nháy mắt vỡ ra chỉ một thoáng, một cỗ lực lượng cuồng bạo kinh khủng không gì sánh được trong nháy mắt quét ra bốn phía, ép thẳng làm hư không lui lại tầng tầng, trong nháy mắt xuất hiện từng tia từng sợi kẽ nứt không gian. Chỉ tiếc những kẽ nứt không gian kia thực sự quá mức nhỏ bé, chỉ xuất hiện một thoáng rồi biến mất không thấy. Ba động bạo tạc khổng lồ, đồng thời chấn lui Hàn Lập và Đông Ly Hổ mấy vạn dặm. Chân Hàn Lập đạp hư không, phát ra một tiếng nổ đùng, lại lần nữa ép người tiến lên. Làm sao có thể? Trong lòng Đông Ly Hổ căng thẳng, nắm tay còn tại vẫn khẽ run. Chỉ so đấu lực lượng, vậy mà gã lại bại bởi Hàn Lập. Bất quá, vào lúc này, một tiếng giết phá không bỗng nhiên vang lên. Một bóng người từ sau lưng đông ly hổ đột nhiên vọt lên, một tay cầm cung, một tay kéo dây, dựng lấy một mũi tên do tử viêm ngưng tụ ra, buông lỏng tay, mũi tên hóa thành một đạo tử quang, dùng tốc độ khó tin bắn nhanh đến phía Hàn Lập. Chân ngôn bảo luân sau lưng Hàn Lập cấp tốc xoay tròn, hai tay trước người vòng một cái, từng tầng từng tầng gợn sóng thời gian pháp tắc ngưng tụ ra, tựa như tấm chắn ngăn trước người hắn. Nhưng mà mũi tên tử viêm kia phá không vào tới, khi tiến vào trong ba động thời gian pháp tắc, đúng là không bị ngăn trở trì trệ chút nào, bắn thẳng đến trái tim Hàn Lập. chương 1369, xuất thủ, đối mặt mũi tên tử viêm nhắm vào tim mình, Hàn Lập lập tức đưa hai nấm đấm được bao bọc trong tinh thần chi lực che trước người, định đón đỡ mũi tên. Nhưng mũi tên lại như vật hư ảo, nhanh chóng xuyên thấu qua cánh tay đụng vào bộ ngực của hắn. Trong nháy mắt, khi mũi tên bay vào trong lồng ngực, lập tức từ hư biến thành thực. Rồi nó hóa thành một ngọn lửa màu tím, bắt đầu bốc cháy mãnh liệt. Một cảm giác nóng bỏng không thể nói rõ chuyển đến, làm cho Hàn Lập không cách nào chịu được, cả người hắn cũng bị mũi tên mang theo lực đạo va chạm cực mạnh, bay ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra, trong lòng Hàn Lập kinh ngạc, tử viêm này thực sự quá mức quỷ dị, vậy mà có thể chuyển đổi hư thực, sau khi xâm nhập vào trong cơ thể lại trực tiếp bốc cháy lên. Hắn cảm thấy tiên linh lực toàn thân giống như bị phong ấn, nằm trên mặt đất vùng với cả buổi cũng không thể nào đứng dậy được. Thừa dịp tử viêm phong ấn thân thể, lập tức giết hắn. Tử Sam quát lớn, thật ra không cần nàng nhắc nhở, đông ly hổ đã sớm nhảy lên giữa trời, nhằm phía hàn lập đập xuống. Bên ngoài thân gã lóe lên một vòng hào quang màu vàng nhạt, hư không sau lưng hiện ra hư ảnh giống pháp tướng bản sơn lực sĩ, nhưng ẩn chứa trong đó đều là sơn chi pháp tác nguyên thủy nhất. Hai cánh tay của lực sĩ nâng lên trời, trên hai tay mang theo ngọn núi Thái Sơn trong truyền thuyết. Nó chính là tổ tiên của vô số ngọn núi trên thế gian, ẩn chứa sức mạnh ngàn vạn ngọn núi, khiến Hàn Lập hiểu thế nào là Thái Sơn áp đỉnh. Nếu thực sự chúng một đòn này, thân thể của Hàn Lập cũng sẽ bị phá hủy. Nhưng ngay lúc này, dị biến lại xảy ra. Vừa rồi Hàn Lập ngã xuống đất còn không thể đứng lên, đột nhiên trước ngực sáng lên một mảnh lửa bạc, đúng là tinh viêm hỏa điều thay hắn ngăn cản mũi tên kia. Tiểu gia hỏa mặc dù là vạn hỏa chi tinh, nhưng chênh lệch quá xa với đạo tổ. Nó ngăn mũi tên tử viêm nên bị thương rất nặng, nhưng vẫn cố chịu đựng giúp Hàn Lập diễn xong vở kịch này, rồi mới trở lại trong thân thể Hàn Lập để dưỡng thương. Hàn Lập nhìn nó nói một tiếng thật có lỗi, đập tay xuống đất bật người đứng dậy. Thể nội của hắn, tất cả chân linh huyết mạch và thiên sát chấn ngục công toàn lực vận chuyển, toàn thân hiện ra quang mang tím đen trói mắt, mọc ra từng miếng vải tím đen trong nháy mắt thân thể hắn lớn lên gấp trăm lần, lập tức hóa thành một cự ma tím đen cao trăm trượng. Xung quanh đầu cự ma có quang mang tím đen chấp động liên tục, thình lình mọc ra 12 cái đầu. Vẻ mặt trên mỗi cái đầu không giống nhau, có phẫn nộ, có vui vẻ, lạnh nhạt. Đủ loại, riêng biệt, ngay lúc hàn lập hóa thân cự ma, phía sau có tiếng phốc phốc trầm đục không ngừng. Từng cánh tay từ đó toát ra, thình lình mọc ra 24 cánh tay. Những cánh tay này có thủ thế, hoặc cả bàn tay xòe ra, hay uốn cong thành chảo, co lại thành chỉ như kết kiếm quyết. Hai mắt của cử ma ngưng tụ, một trận hào quang màu tím đen lập tức từ trên thân nó bộc phát, khuếch tán mãnh liệt ra xung quanh, làm đông ly hổ đang lao xuống cũng dừng lại một chút. Rốt cuộc hắn là thứ gì? Trong lòng tử sam kinh hãi, theo sát sau lưng đông ly hổ, bay tới. Hiện giờ đông ly hổ đâm lao đành phải theo lao, cố gắng để thân hình vừa rơi vừa ra tốc, nhằm chấn áp hàn lập. Trong miệng hàn lập quát lớn, 24 cánh tay huy động liên tiếp, nhằm phía trên đập tới. Trong lúc nhất thời quyền ảnh như mưa, thanh thế như sấm, từng trận âm thanh không ngừng nổ vang. Rầm rầm rầm, toàn bộ hư không chấn động kịch liệt, từng luồng cuồng bạo không ngừng va đập nổ tung, kích thích không gian ba động càn quét bốn phía. Làm cho tử sam định tới gần hỗ trợ nhưng không thành. Một quyền xuất ra, trăm quyền xuất ra, ngàn quyền xuất ra, vạn quyền xuất ra. Chỉ trong khoảnh khắc, 24 cánh tay của Hàn Lập xoay như trong trống, quyền ảnh trắng xóa như tuyết quyền cương dũng mãnh như sấm đánh cho thân thể đông ly hổ lơ lửng trên bầu trời cao không rơi xuống được sau một lát một tiếng kết thanh thúy truyền tới hư ảnh bàn sơn lực sĩ sau lưng đông ly hổ và ngọn núi trên tay do chân ý ngưng tụ thành đồng thời hiện ra từng đường vết nứt trực tiếp vỡ nát ra quyền ý hàn lập tăng vọt không những không lùi mà còn tiến tới lập tức đuổi kịp đông ly hổ sau đó là một trận đánh như bạo vũ lê hoa chớp mắt giữa thiên địa dường như chỉ còn lại tiếng đánh liên miên không dứt toàn thân đông ly hổ không ngừng nổ vang, sau trăm vạn quyền thần thức của gã liền tan rã, sau ngàn vạn quyền, toàn thân xương cốt đã sớm nứt thành từng khúc, toàn thân như đám bùn nhão bị ném đi trong hư không. Đến lúc này, Hàn Lập mới thu hồi nắm đấm, đứng lơ lửng trên hư không. 12 cái đầu của hắn, lúc này biểu cảm khuôn mặt đều khác nhau nhưng ánh mắt lại giống nhau lạ thường, đều lộ ra chiến ý dâng trào và sát ý thuần túy không gì sánh được. Thống khoái, tựa hồ một cô oán khí bị đè nén lâu nay, rốt cuộc mới được phóng thích. Ánh mắt của hắn xoay chuyển, nhìn về phía tử Sam. Thân thể của tử Sam hơi cứng đờ, không kìm được phải lui về phía sau một bước. Ánh mắt nàng khẽ liếc đông ly hổ, gã bị đánh đến mất sức chiến đấu, trong lòng bắt đầu muốn rút lui. Nhưng vào lúc này, trong mắt của nàng bỗng hiện lên vẻ cổ quái, ánh mắt nhìn về phía sau hàn lập, nơi tòa huyễn thần sa ngưng tụ thành dãy núi. Ngay lập tức hàn lập cũng phát hiện, sắc mặt hơi đổi, thân thể cao lớn quay lại nhìn về phía bên kia. Chỉ thấy trên dãy núi. Rừng cây đông ất thần mộc vốn dĩ xanh um tươi tốt, lại có gần một nửa trở nên héo úa khô vàng. Nó giống như bị người ta hấp thu mất năng lượng vốn có, khiến tất cả đều khô héo. Thần thức Hàn Lập khẽ quét qua, nhưng không phát hiện bất kỳ khí tức dị thường nào. Không đúng, hắn bỗng nhiên hiểu được, vì sao khí tức của lão phụ bị trấn áp dưới dãy núi kia cảm ứng không được. Lúc này trong giao trì, bầu không khí ngày càng khẩn trương. Đối mặt với tình huống hai tộc yêu ma bắt đầu không ngừng áp sát, sắc mặt bọn người đạo tổ Bạch Vân hơi trắng bệch. Đám người thương ngô chân quân rời đi, Lý Nguyên Cứu và Sích Dung làm phản. Bây giờ nếu so từ cấp độ đạo tổ, thiên đình nằm ở thế yếu khi so với đối phương. Mà tu sĩ các phái, nhất là lực lượng trung kiên từ đại la cảnh trở lên cũng rời khỏi gần nửa. Những người còn lại cho dù không rời đi, nhưng ánh mắt lấp lóe không yên, hiển nhiên cũng chưa chắc sẽ thật ra mặt thay thiên đình. Chí tôn đại nhân, bây giờ tình thế đối với chúng ta rất bất lợi, đối phương đã có chuẩn bị, kẻ đến không hề có ý tốt. Bạch Vân Đạo Tổ truyền âm hỏi, không sao, cổ hoặc kim chỉ từ tốn nói, bọn người Bạch Vân Đạo Tổ thấy vậy, trong lòng đã yên tâm hơn. Dù sao cổ hoặc kim có thể quản lý thiên đình, cai quản toàn bộ chân tiên giới nhiều năm như vậy, đã nói rõ rất nhiều vấn đề. Nếu y cũng nói không sao, hiển nhiên đã có kế sách để đối phó. Thủ đoạn của điện chủ thật là tuyệt, cổ ngỗ bội phục cực kỳ. Không cần tốn nhiều công sức, đã làm chiến lược thiên đình tan rã hơn phân nửa. Cổ hoặc kim nhìn về phía luân hồi điện chủ, khen. Bởi vì sống không có lương tâm thì không ai giúp, người cũng nên trả giá thật lớn vì hành động của mình. Luân hồi điện chủ hừ lạnh một tiếng, phất tay áo lên. Một đạo quang mang màu đỏ sậm dài vạn trượng, bề ngang mấy chục trượng bắn ra, như muốn rời núi lấp biển bay về phía người của thiên đình. Cổ hoặc kim bấm niệm pháp quyết điểm một cái, một đạo kim quang tinh tế bắn ra, đụng vào quang trụ đỏ sậm hùng vĩ kia. Xoẹt một tiếng vang nhỏ, quang trụ đỏ sầm hùng vĩ phảng phất băng tuyết gặp lửa trong nháy mắt biến mất hoàn toàn kim quang tinh tế cũng biến thành ảm đạm chấp động hai lần rồi biến mất không còn tâm thích thấy luân hồi điện chủ động thủ ma chủ và bạch trẻ cũng lập tức hạ lệnh xuất kích đại quân ma vực còn có man hoang giới vực lập tức giống như hai dòng nước lũ cực lớn ầm vang tuôn ra nhào về phía đại quân thiên đình nghênh chiến mặc dù bây giờ thực lực không bằng đối phương nhưng mấy người bạch vân đạo tổ cũng lập tức hạ lệnh nghênh chiến song phương lập tức va chạm vào nhau, trong chốc lát trong giao chỉ vốn an tĩnh bỗng có tiên khí bay múa, vô số các loại quang mang xen lẫn. Còn có từng linh vực xuất hiện, sau đó hung hăng đẻ ép xếp chồng lên nhau. Âm thanh nổ tung vang vọng trời, mọi thứ trong ngoài giao chỉ như mặt đất, hồ nước trong nháy mắt vỡ nát, biến thành hư vô. Hư không nơi đây giống như mặt kính bị vỡ vụn, hóa thành vô số mảnh vỡ không gian, không gian loạn lưu mãnh liệt phun ra ngoài. Nhưng các loại quang mang dưới sự va chạm kịch liệt, và những mảnh vỡ không gian cùng với không gian loạn lưu kia cũng theo đó vỡ nát. Trung quanh hóa thành một vùng hư vô tối tăm mờ mịt, mới miễn cưỡng chịu đựng được vô số lực lượng va chạm kịch liệt. Toàn bộ thiên cung đại lục từ trên trời cho tới dưới đất, đều rung động không thôi. Cũng may thiên cung đại lục vô cùng to lớn, thiên đình cai quản ở đây vô số năm tháng, làm cho mảnh đại lục này kiên cố không gì sánh được, nên không chút nứt vỡ. Những tu sĩ rời đi kia thấy cảnh này, vội vàng bay ra xa khỏi phạm vi đại chiến có thể tác động tới, sau đó mới dừng lại. Lúc này, đạo tổ của hai bên cũng tự mình ra tay. Ma vực, ngoại trừ ma chủ, còn lại bốn tên đạo tổ hóa thành bốn đạo lưu quang sông tới. Ở bên man hoang giới vực, ba người bạch trẻ cũng nhanh chóng bay qua. Ngược lại Lý Nguyên Cứu và Xích Dung đều lặng lặng đứng bên cạnh luân hồi điện chủ, nhìn chằm chằm vào cổ hoặc kim, không hề động thủ. Ma vực bên kia, giao cho Như Yên đạo hữu cùng ẩn minh đạo tổ, có được không? Cổ hoặc kim nhìn về phía Trần Như Yên và ẩn minh đạo tổ, nhàn nhạt mở miệng nói ra. Ngữ khí mặc dù lạnh nhạt, lại mang theo một cỗ nghiêm nghị. Tiểu nữ thân là một trong thiên đình thất quân, xuất lực cho thiên đình là đương nhiên. Chỉ là đối phương nhiều người, còn có ma chủ kia chưa xuất động, hai người chúng ta chưa chắc có thể ngăn cản quá lâu, mong rằng trí tôn sớm giải quyết xong. Ánh mắt trần như yên sáng lên, môi đỏ khẽ mở nói. Được, cổ hoặc kim cười nhạt một tiếng, mi mắt trần như yên khẽ nhúc nhích, sau đó hóa thành một đạo lam quang bay về phía bốn vị đạo tổ của ma vực ninh đón. Tay nàng dương lên, một vòng tròn màu lam lộng lẫy không gì sánh được bắn ra, xoay tròn. Đùng một tiếng, vòng tròn màu lam phảng phất như vật sống, vặn vẹo một chút, tạo thành 9981 cỗ lam quang hình rồng. 81 đầu lam quang hình rồng này, đầu đều đủ, lân phiến nghiễm nhiên, đều có tư thái giống như 81 đầu chân long. Mỗi một đầu đều tản mát ra ba động thủy chi pháp tác dọa người, trong miệng không ngừng phát ra tiếng long ngâm vang trời. Chỉ thấy lam quang lắc lư, 81 đầu lam long kia giao thoa lẫn nhau, hình thành một đại trận màu xanh lam, chụp vào bốn vị đạo tổ ma vực. Hai tay ẩn minh đạo tổ chấn động, vô số bóng dáng màu đen hiển hiện quanh người y. Những bóng đen này không có thân thể thật sự, nhưng cũng không phải là hư ảo, lại có thể tùy tâm mà động. Theo tâm ý của người, huyễn hóa thành các loại sự vật mà trong lòng người suy nghĩ là thứ khó nắm bắt nhất trên thế gian này vô số bóng đen bắn ra, đánh tới phía bốn người ma vực. chương 1370, mua chuộc, thiên ma pháp tắc quỷ bí khó lường, am hiểu mê hoặc lòng người, cứ giao cho ta và cận huynh đối phó. Hạ Lan ngươi và Quy Linh đạo hữu đối phó Trần Như Yên kia. Trong tứ tổ ma vực, nam tử giống như thầy khô nói với nữ tử tà mị và bàn phụ váy trắng. Trần Như Yên là nữ nhân đẹp nhất thiên đình, cũng là nữ tử mạnh nhất, hôm nay phải hảo hảo lĩnh giáo một phen. Nữ tử tà mị nhìn về phía Trần Như Yên, trong mắt lóe lên quang mang tranh phong, cánh tay vung lên. Mấy trăm đạo quang mang tím đen từ trên người nàng bắn ra, mỗi một đạo quang mang tím đen nhanh chóng biến lớn, hóa thành từng sợi đằng tím đen giống như đại thụ, đoạn phía trước sợi đằng mọc ra đóa hoa màu tím đen to bằng gian phòng, nhìn cực kỳ mỹ lệ. Trên cánh hoa của những đóa hoa này mọc đầy gai ngược sắc bén, lại giống như vật sống ngọ nguậy, làm cho người ta không rét mà run. Tay nữ tử tà mị chỉ về phía trước, mấy trăm gốc ma hoa tím đen lập tức bắn ra giống như ma mãng xuất động bắn về phía lam long đại trận của Trần Như Yên. Song phương va chạm, lập tức bộc phát ra tiếng vang kinh thiên động địa, lam quang tử mang băng xả bão táp, tối tăm mờ mịt, hư không lắc lư kịch liệt. Bàn phụ váy trắng nhìn về phía ẩn minh đạo tổ, trong mắt lóe lên một tia không cam lòng, nhưng cũng hiểu rõ bản thân khó ứng phó được với thiên ma pháp tắc của đối phương. Nàng hư lạnh một tiếng, thân thể mập mạp lăn khỏi chỗ, một đoàn phong bạo màu đen lớn chăm dặm nổi lên, vô số phong trụ màu đen từ trong đó bắn ra, dương nanh múa vuốt vung vẩy về bốn phía. Nương theo một tiếng gầm rú trầm thấp, một con cự thú màu đen to lớn xuất hiện trong phong bạo màu đen. Cự thú màu đen có một cái đầu sư tử, trên đó mọc ra chín con mắt đỏ như máu, thân hình lại tương tự thần lằn, sau lưng mọc ra hai cái cánh thì to lớn, cánh dài hơn rất nhiều so với thân thể của nó, rìa cánh mọc đầy lợi trảo, vô số khí lưu màu đen quấn quanh trên đó. Hai cánh cự thú màu đen khẽ động, phong bạo màu đen lập tức tăng vọt gấp bội, đánh tới phía Trần Như Yên, hung hăng đụng vào lam long đại trận, liên tiếp vang lên tiếng nổ rung trời. Bốn người bay cực cao, cơ hồ đến thiên ngoại vực, nên không lan đến gần đại quân phía dưới. Nam tử thây khô và nam tử áo vàng tràn đầy khí tức tử vong kia cũng bắn ra, nhào về phía ẩn minh đạo tổ. Trong miệng nam tử thây khô nói lẩm bẩm, thân thể cấp tốc phồng lớn, trong nháy mắt hóa thành vạn trượt, thân thể cũng không còn khô cạn như trước, mà mọc ra không ít huyết nhục khô vàng, còn có mảng lớn vải xương màu trắng, phảng phất một bộ thân thể cương thi, vô số khí lưu màu vàng giống như chất lỏng từ trên thân gã tuôn ra tanh hôi không gì sánh được phảng phất nước thi vạn năm để cho người ta ngửi mà muốn ói hai tay thân thể thây khô vạn trượng lăng không một chảo mười móng vuốt khô héo nhọn hoắt từ trong bàn tay khô cạn vươn ra xoẹt một tiếng xé rách ma mà ảnh màu đen đầy trời kia nam tử thây khô cũng không giống như bàn phụ váy trắng bị thiên ma khống chế trước đó thân thể hơi trao đảo một cái liền thoáng ổn định vô sự tiếp tục đánh tới ẩn minh đạo tổ Bất quá nam tử áo vàng kia so với gã càng nhanh hơn, dẹt một tiếng, rút thanh trường kiếm trên thân ra. Thân kiếm có màu xám trắng, lăng không đâm một cái. Hư không trước người ẩn minh đạo tổ khẽ động, một đạo kiếm mang xám trắng lớn ngàn trượng xuất hiện mà không có dấu hiệu báo trước, đâm tới phía đầu ẩn minh đạo tổ. Kiếm khí lăng lệ không gì sánh được từ bốn phương tám hướng đánh tới, rào sát về phía ẩn minh đạo tổ, trong kiếm khí càng tản mát ra trận trận khí tức tử vong kết thảy chung quanh trong nháy mắt bị nhuộm thành màu xám trắng, biến thành bụi bay. Ẩn minh đạo tổ nhướng mày, tựa hồ có chút cố kỵ với tử vong kiếm mang này, thân hình vừa mới động, dưới chân xuất hiện một lục mang tinh trận. Thân hình gã lóe lên tiêu thất trong hư không ngay tại chỗ, cùng lúc đó, mỗi sáu góc đỉnh lục mang tinh trận đồng thời xuất hiện một thân ảnh ẩn minh đạo tổ. Sau bóng người này, bất luận là khí thức hay là hình dạng đều hoàn toàn giống nhau, phân không được cái nào là chân thân. Ánh mắt trống rỗng của nam tử áo vàng ba động một chút, lập tức khôi phục nguyên dạng, cổ tay rung lên. Kiếm mang sám trắng run lên, lập tức chia ra làm sáu, phân biệt đâm về phía sáu tên ẩn minh đạo tổ. Sáu tên ẩn minh đạo tổ đồng thời bấm niệm pháp quyết điểm một cái. Hư không chung quanh lập tức vang vọng thanh âm ức vạn quỷ khóc thần gào, từng thông đạo màu đen trống rỗng xuất hiện, vô số vực ngoại thiên ma từ đó tuôn ra, che mất hai người nam tử áo vàng. Mỗi một ma đầu đều tản mát ra khí tức cường đại, không thiếu ma đầu đại la cảnh, song phương chém giết cùng nhau. Một bên kia, ba người bạch vân đạo tổ, lão giả lùn, nam tử tuyết y cũng bắn ra, đón lấy tam đạo tổ man hoang giới vực. Các loại quang mang trùng thiên che mất thân ảnh sáu người, không nhìn thấy tình huống cụ thể bên trong, chỉ có thể nghe được trận trận tiếng vang từ đó truyền ra, nhất thời khó phân cao thấp. Một phương đạo tổ thiên đình, mặc dù có thể ngăn cản ma vực và man hoang giới vực công kích, nhưng tu sĩ từ đạo tổ trở xuống, thực lực song phương sai biệt rất lớn. Tu sĩ bên thiên đình rất nhanh hiện ra vẻ chống đỡ hết nổi, bất đắc dĩ chỉ có thể tụ lại một chỗ, kết thành từng pháp trận phòng ngự, đau khổ trèo trống. Cứ như vậy, tu sĩ thiên đình mặc dù miễn cưỡng có thể ổn định thế cục, nhưng cũng ở vào thế cực kỳ bị động, ngay cả phản kích cũng không làm được. Nếu không chuyển cơ, bọn họ chỉ có thể bị mài chết dần dần. Chỉ một thoáng, vô số công kích như mưa rơi xuống, quần tu thiên đình hình thành vòng phòng hộ càng ngày càng ảm đạm, hy vọng trong lòng bọn họ càng ngày càng yếu ớt. Xem ra trận chiến này, bên luân hồi điện chiếm thượng phong rồi. Chỉ là không biết luân hồi điện chủ kia có thể đấu thắng cổ hoặc kim hay không. Bọn người thương ngô chân quân đứng ở đằng xa, quan sát tình huống chiến cuộc, nhẹ nhàng nói. Nếu cổ hoặc kim tùy ý rời đi, chân tiên giới này, sợ là sẽ đại loạn. Đạo tổ họ phong nghe vậy gật đầu nói. Nếu như thế, chúng ta không bằng trợ luân hồi điện chủ kia một chút sức lực, bắt giữ cổ hoặc kim kia, thứ nhất có thể bảo vệ chân tiên giới Thái Bình, thứ hai cũng có thể mưu lợi cho tương lai. Nghe đồn rằng, luân hồi điện chủ kia làm người cũng không tệ lắm nếu không hai tộc yêu ma từ trước đến nay tự phụ cũng sẽ không hợp tác với gã trần sĩ âm phất tay mở ra một kết giới cách âm quanh ba người sau đó thấp giọng nói đại hán họ phong nghe lời này ánh mắt lóe lên cũng không biểu hiện gì gã nhìn về phía thương ngô trân quân trân đạo Hiếu, ngươi khi nào thành thuyết khách cho luân hồi điện vậy thương ngô trân quân khẽ trầm mặc một chút đột nhiên cười nói thuyết khách thương ngô đạo hữu cứ gì nói ra lời ấy chân sĩ âm sửng suốt một chút lắc đầu cười nói vừa rồi tại giao trì người trong bóng tối tương trợ luân hồi điện chủ thúc đẩy chúng ta rời khỏi giao trì người sáng suốt ai nhìn không ra chứ theo ta được biết người gần đây đạt được một số lượng lớn tiên nguyên thạch ở trong đại thiên âm tiên vực mua một đầu linh mạch dài ngàn dặm chuẩn bị ở nơi đó khai tông lập phái nếu như ta đoán không sai khoản tiên nguyên thạch này hẳn là luân hồi điện đưa cho ngươi thương ngô trân quân chậm rãi nói chân sĩ âm nghe lời này nhướng mày Đạo tổ họ phong nghe vậy, mang theo vẻ kinh ngạc nhìn chân sĩ âm một chút. Không chỉ chân đạo hữu ngươi, giờ phút này những tông môn lựa chọn rời khỏi giao trì, hơn phân nửa đều bị luân hồi điện âm thầm mua chuộc. Thương ngô chân quân tiếp tục nói, lại có việc này, đạo tổ họ phong không khỏi lần nữa kinh ngạc, hư, nếu không có tài lực mở đường, chỉ bằng mấy câu luân hồi điện chủ hắn, làm sao có thể làm nhiều người như vậy ngoan ngoãn rời đi. Thương ngô chân quân khẽ hừ một tiếng, nói ra, muốn mua chuộc nhiều người như vậy, tài lực cần thiết khó mà đoán được, đoán chừng luân hồi điện đều đổ vào tất cả vốn liếng những năm này góp nhặt được, thật đúng là hảo phách lực. Đạo tổ họ phong dơ lên ngón tay cái, nếu hai vị đã biết, chân mỗ cũng không che giấu. Thương ngô đạo hữu nói không sai, luân hồi điện chủ trước đó xác thực tiếp xúc với ta, hắn cũng khuyên ta lôi kéo một chút hai vị đạo hữu, hứa hẹn hai vị giờ phút này nếu chịu tương trợ, sau đó sẽ cho thù lao ngang bằng với ta. Chân sĩ âm nhìn đạo tổ họ phong một chút, mở miệng cười nói khó được luân hồi điện chủ để mắt phong mỗ như thế, mà cổ hoặc kim kia lại chuẩn bị hủy thiên diệt địa, coi như vì lo cho thiên hạ thương sinh, ta cũng biết nên trợ giúp ai, việc này ta sẽ làm. Đạo tổ họ phong nghe lời này, ánh mắt lấp lóe mấy lần, quả quyết nói ra. Phong đạo hiểu hiểu rõ đại nghĩa, hiện tại thiên đình đã nguy như chồng trứng sắp đổ, chúng ta liên thủ, đại sự tất thành. Trần sĩ âm vui mừng, gật đầu mạnh nói, thương ngô Trần quân đứng ở một bên, lại im lặng không nói, bộ dạng từ chối cho ý kiến. Thương ngô đạo hiếu, ta biết ngươi và luân hồi điện chủ có mối thù giết đồ. Bất quá bây giờ không phải thời điểm tính thù riêng, nếu để cho cổ hoặc kim đào thoát, ngày sau thế giới chỉ sợ thật sự sẽ bị hỏa hủy diệt. Còn có một chuyện chắc ngươi không biết, luân hồi điện chủ tu luyện luân hồi pháp tắc, đồng thời trong tay nắm giữ một kiện bảo vật lục đạo luân hồi bàn, có thể khống chế chư thiên ngoại giới luân hồi chuyển sinh. Hắn hứa hẹn chỉ cần thương ngô đạo hiếu chịu ra tay tương trợ, sau đó hắn nguyện ý thôi động lục đạo luân hồi bàn, đưa đệ tử vẫn là kia của ngươi lại lần nữa chuyển sinh đầu nhập làm học trò của ngươi trần sĩ âm nói với thương ngô trân quân chuyện này là thật thương ngô trân quân nghe lời ấy thân thể chấn động kích động hỏi lấy thân phận luân hồi điện chủ sao lại nói dối chuyện như thế này chứ chỉ là luân hồi điện chủ nói đệ tử kia của ngươi sau khi chuyển sinh không có ký ức kiếp trước bất quá căn cơ tu luyện vẫn sẽ bảo tồn cần bỏ chút thời gian bồi dưỡng trần sĩ âm vừa cười vừa nói cái này không sao chỉ cần căn cơ tu luyện còn là tốt rồi. Thần sắc thương ngô chân quân buông lỏng nói, nếu luân hồi điện chủ đã nói đến vậy, tại hạ cũng không phải người không biết chuyện. Tốt, việc này ta đáp ứng, lão lập tức trầm ngâm một chút, cũng gật đầu nói. Chân sĩ âm thấy thương ngô chân quân đáp ứng, trong lòng vui mừng. Ba người lập tức tập hợp một chỗ, thương nghị xuất thủ như thế nào. Ngay lúc hàn lập âm thầm kinh ngạc vì sao khí thức lão phổ xấu xí kia đột nhiên biến mất, dị biến phát sinh chỉ thấy trong đông ất thần mộc lâm khô héo kia bỗng nhiên sáng lên một chút hào quang màu xanh tiếp theo thanh quang bỗng nhiên sáng rõ từ đó nhanh chóng sinh ra một gốc cây nhỏ cây nhỏ trong thanh quang lượn lờ nhanh lớn lên tiếp theo vậy mà mơ hồ một cái sinh ra tứ chi hóa thành một thân ảnh tiểu kiều dần dần có thể nhìn thấy rõ ràng quanh thân thân ảnh này lượn lờ hào quang màu xanh vậy mà tràn ngập khí thức mộc thuộc tính pháp tác vô cùng mãnh liệt hàn lập nhìn qua phát hiện trong thanh quang rõ ràng là một nữ tử trẻ tuổi thân hình lung linh, dung mạo cực đẹp. Nó phi thân bay lên không, hai tay phiêu diêu, toàn thân tản ra khí thức mộc thuộc tính pháp tác vô cùng mãnh liệt. Nàng là, hàn lập hơi trần chờ, liền phát hiện khí thức trên thân người này, lại giống như đúc lão phụ xấu xí bị hắn chân áp lúc trước. Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì?